rồi. Nãy giờ gọi ông Tám mà xong thấy ông Tám bắt máy. Hay là ông Tám đây điện thoại rồi đi đâu rồi? Thì đi vô trong chuyện cô Tích chứ đi đâu. Sao đi gì mà lâu vậy? Thôi giờ qua nhà ông Tám lẹ đi. Lần cuối cùng nói chuyện điện thoại thấy ông vui lắm mà. Còn nói là vô chuyện một mình cũng được. Nhưng có vô thì giờ này cũng mới về rồi chứ. Ê, có khi nào á ông Tám bị kẹt ở chổng đúng không? Chết rồi, bây giờ làm sao tìm Tám đây? Trời đất ơi, tôi tưởng là tôi không có không có chơi với tôi nữa chứ. Đâu có đâu. Đâu có đâu. Ôi, mà đâu cũng đâu có sao, không chơi với tôi thì tôi chơi một mình thôi. Phải phiêu lưu mạo hiểm, vậy nó mới hoài chứ. Đây không có sợ không? Mất gì sợ, mình là nam nhi mà mình phải làm cái chuyện gì phiêu lưu mạo hiểm, nó mới hoài chứ sợ cái gì. Mà ông Tám nói chuyện gì, được làm cái gì? Giết áo tàng hình, ông Tám đóng vào ngục. Trời ơi, làm ông bụt dễ ẹt à. Làm ông bụt ai mà chả làm được. Cái gì mà dễ? Làm ông bụt là phải chọn cái người có cái mặt nhân từ đức hậu như ông nè, mới vô cái vai đó mới hay chứ. Ừ đi, thì ông hỏi nè, có đứa nào xung không làm ông bụt một mình không? Dạ có Sư Phong. Ừ. Được không đó? Đúng không? Coi thường dữ ha. Ủa mà ông Tám, giờ mình làm chuyện gì vậy? Làm cái chuyện người học trò nghèo và ngọc hoàng thượng đế. Ngoài ghê. Người học trò nghèo và ngọc hoàng thượng đế. Chuyện này lạ quá, em không có nhớ đâu nha. Chết ông Bình rồi, nghi quá à. Đâu có tin luôn. Dạ. Bực thật. Lại rớt nữa rồi. À, ta đậu rồi. Có tên tôi nữa nè. Ta cũng đậu nữa. Đúng rồi, chưa vui. Sao rớt nữa rồi hả? Sao kỳ vậy? Lê Quỳnh, lại rớt nữa à? Thôi, sang năm thi lại. Mới rớt có 10 lần mà nản. Đúng là cái thằng liếu láo. Ai không biết ông bác họ bỏ tiền ra mua danh. Thôi, thua keo này thì ta thi keo khác. Giỏi như huynh thì... Thì sao chứ? Tôi đã đèn sách 20 năm rồi, liều chổng hết 10 năm đi thi, được cái gì chứ? Rồi cũng hoàn tay trắng mà thôi. Học tài thi phận mà. Có số hết cả huynh ơi. Có số thật sao? Chứ còn gì nữa. Chứ cả làng này, cả xóm này đều nghĩ cho huynh cả mà. Chứ tại sao một người siêng năng, ham học hỏi như huynh lại cứ mãi lận đận thi cử? Tại sao vậy? Tại sao số phận lại bất công đối với tôi như vậy? Ông trời ơi,
Ôi anh ơi thương mà coi, 10 năm đàn sách khổ nhục trăm bề, chừng nào tôi mới thoát khỏi cái kiếp sống này đây? Ông trời ơi, quay trả lại cho tôi biết đi. Ôi trả lại cho tôi biết đi ông trời ơi. Con Lê à, đừng than khóc nữa, chẳng có ích gì đâu. Ông đồ ơi, tại sao số phận của con đen đủi đến như vậy? Con đã đặt hết hy vọng vào khóa thi lần này nhưng mà vẫn rớt. Tại sao con thi hoài vẫn không đổ? Học tài thi phận, phận gì kia chứ? Ta không biết thế nào, nhưng trên đời này duy nhất có một người có thể trả lời câu hỏi của con. Là ai vậy? Ông đồ nói cho con biết đi, con sẽ đến hỏi người ta, hỏi người ta cho ra lẽ, không lý nào. Người đó ở rất xa, rất xa nơi này. Xa mấy con cũng sẽ đi tìm đến, ông nói cho con biết đi. Mỗi năm người đó đến Đào Hoa Đảo đúng một lần, vào dịp rằm tháng chạp. Nếu như vậy thì con phải đi ngay, nếu không là không kịp. Nhưng mà thầy ơi, thầy có chắc với con rằng người đó sẽ trả lời được câu hỏi của con không? Đúng vậy. Chẳng những người đó trả lời thắc mắc của con mà còn giải đáp thắc mắc của mọi người. Bởi vì người đó chính là... Là ai vậy? Ngọc Hoàng Thượng Đế. May quá, mình đang chết khát. Có nhà đằng kia, mình tới xin nước uống, sẵn tiền ngồi nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mình sẽ đi tiếp. Cho hỏi, có ai ở nhà không? Cháu ông, cháu bị lỡ đồ đường, ông có thể cho cháu xin một tí nước được không ạ? Mời cậu vào nhà, vào trong ngồi nghỉ cho khỏe chân cái đã. Dạ. Đó là lý do phải lặn lội đường xa của cháu, không dám giấu giếm với ông bà. Thì ra là như vậy. Ngày xưa tôi có nghe ông bà kể lại là rằm tháng chạp hàng năm, nơi Đào Hoa Đảo có Ngọc Hoàng xuống ngự. Ai có oan ức hay nguyện vọng gì thì cứ tìm tới đó cầu xin. Nhưng tôi cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết gì gì đó thôi. Nhưng mà cậu cũng biết ăn gì tới đó. Ta thôi chắc trở quá chừng à. Cháu đã hơn 10 năm đèn sách, bây giờ bỏ thêm một thời gian như thế này, cháu thấy cũng hay, có thể học hỏi thêm ở cuộc sống. Giống như nhờ đi như thế này, cháu mới đặt chân tại Gia Trang, gặp gỡ và trò chuyện với ông bà. Cậu thiệt là biết ăn biết ở. Nếu cậu không ngại á, thì cậu cho vợ chồng tôi nhờ cậu một việc có được không? Dạ, ông bà cứ nói à. Nó cũng xinh đẹp giỏi giang, không có kém gì ai hết. Nhưng không hiểu vì sao, từ nhỏ cho tới lớn, nó không nói được một tiếng nào hết cậu ơi. Nói như vậy, tiểu thơ bị... Dạ dạ phải đó cậu, con gái tôi bị câm.
Vợ chồng tôi ăn ở hiền lành quá à. Mà ông trời có con gái tôi bị như vậy chứ. Vậy ý của hai ông bà là đúng rồi. Nếu sẵn dịp cậu đi gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cậu làm ơn nói giùm vợ chồng tôi chuyện đó được không? Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó thì ông Trần Viên Ngoại cứ yên tâm. Khi mà cháu gặp được Ngọc Hoàng, cháu sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao cô tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại bị cấm. Được vậy thì vợ chồng tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ, và cậu lên đường mạnh khỏe nha. Nhớ là vợ chồng tôi nhờ cậu đó. Dạ, ông bà cứ yên tâm, cháu sẽ nhớ mà. Và cháu sẽ quay lại. Thôi cháu xin phép. Cháu chào hai ông bà. Sao cái cây cao to, tươi tốt như thế này mà lại không có một cái trái nào ở trơn vậy trời? Cũng may mà nãy ở đầu làng mình đi gánh nước mướn, kiếm được vài bạc lẻ, mua vài củ khoai lang. Mà công nhận nha, cái bà đó bà tốt thiệt. Bà trả công mình giống như là cho vậy đó. Ê. Chắc là cũng sắp tới rồi. Mình cố gắng lên. Hy vọng là sẽ gặp được Ngọc Hoàng hỏi cho ra lẽ. Có chết mình cũng cam lòng. Hả? Chú, ủa? Chú nói cái gì mà Ngọc Hoàng? Bà già tốt bụng. Đó, bà đang đi kiếm người gánh nước cho bà hả? Thì ra cái chú thư sinh đây mà. Chú thư sinh gánh nước đó phải không? Dạ. Trời ơi, tôi ở đây, nhà tôi ở đây. Đây là nhà của bà hả? Nhà tôi, đất tôi ở đây mà. Vậy bà cho phép con ngồi nghỉ một chút xíu, rồi con sẽ lên đường con đi tiếp nha bà. Chú nói chú đi đâu đó, mà chú nói tôi nghe không có rõ. Dạ, kể ra cũng diễn vong lắm bà. Nhưng mà cháu cũng định liều một phen đi gặp Ngọc Hoàng, hỏi cho ra lẽ. Gặp Ngọc Hoàng? Dạ. Chuyện là vậy nè bà. Tại sao con thi hoài vẫn không đổ? Học tài thi phận, phận gì kia chứ? Bà không biết thế nào, nhưng trên đời này duy nhất có một người có thể trả lời câu hỏi của con. Là ai vậy? Ông đồn nói cho con biết đi. Người đó chính là... Là ai vậy? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Kể ra chú cũng có chí thiệt đó. Tôi không cần biết là chú đi có gặp được Ngọc Hoàng hay là không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy chú cực khổ, gian nan, đói khát, kham khổ như vậy mà chú không bỏ cuộc, thiệt là tôi phục chú quá thì đó. Dạ. Thôi bây giờ chú đi đường đó, chú cầm đỡ cái này đi để có cái gì dùng tạm đó nha. Dạ thôi được rồi bà. Không được, cứ cầm đi bởi vì cần nó lắm. Dạ. Đi xa mà. Dạ. Con cảm ơn lòng tốt của bà. Không có chi. Con không thể nào phụ lòng tốt của bà được. Được vậy á, đem đi để dùng theo đường nha. Hay là giờ vậy nè bà, bà có cần con phụ giúp gì bà không? Bà nói đi, con phụ giúp bà một tay. Tôi á hả? Trời ơi, tôi dân đàn bà ở nhà quê mà đâu có cần gì đói no, không cần biết kỹ mình có được cái miếng đất này nè.
đủ rồi, không có cần gì hết á. Nhưng mà tôi có một cái chuyện nó hơi thắc mắc, tôi muốn hỏi chú. Dạ, vậy thì bà cứ nói đi. Con biết thì con sẽ giải đáp cho bà nghe. Ừ, chú giải đáp cho tôi nghe ha. Dạ. Nè, đó, cái cây này nè, trời ơi, tôi trồng mấy chục năm nay rồi mà nó không ra hoa ra trái gì để mà chữa bệnh gì hết á. Sao nó kỳ cục quá vậy không biết nữa. Chú đi đường xa hiểu biết, chú giải thích giùm tôi coi. Cái này thì con xin chịu. Hay là vậy, bây giờ con đi gặp Ngọc Hoàng. Khi mà gặp Ngọc Hoàng á, con sẽ hỏi câu hỏi này giúp bà nha. Như vậy thì tốt quá đi. Vậy bà cho con biết tên bà đi. Tôi tên là Lý Thị, ở xóm Củi. Bà Lý Thị ở xóm Củi. Nha, nhớ nha. Con nhớ rồi. Con đi nha bà. Chú đi nha. Dạ. Cũng tới nơi rồi. Ê, nhưng mà phải qua con sông này mới đến Đào Hoa Đảo. Giờ sao ta? Giờ làm cách nào để qua Đào Hoa Đảo đây? Người ta nói qua sông phải gọi đò, mà giờ có đò đâu gọi. Đò ơi! Chết rồi. Bây giờ phải làm sao ta? Đò ơi! Trời ơi, bây giờ phải làm sao qua sông đây? Anh học trò kia, anh cần qua sông phải không? Hả? Rùa biết nói hả? Ông có phải là ông thần rùa không? Chào ông thần rùa. Dạ, học trò muốn qua sông gấp. Thần rùa ơi, ta đã sống ở đây mấy ngàn năm, không bóng người lai vãng, nay mới gặp anh là kẻ đầu tiên. Có phải anh muốn ý kiến Ngọc Hoàng khi ngày giáng trần vào ngày rằm tháng chạp tới không? Dạ, không giấu gì với thần rùa. Học trò muốn qua Đào Hoa Đảo để gặp Ngọc Hoàng, hỏi Ngọc Hoàng số câu hỏi. Ta cũng có vấn đề mà có lên được đảo để gặp Ngọc Hoàng đâu mà hỏi. Hả? Nói vậy ông thần rùa cũng có câu hỏi muốn hỏi Ngọc Hoàng hả? Hay là bây giờ vậy nè, ông thần rùa hỏi đi. Tôi nhớ, sau mà tôi qua tôi gặp Ngọc Hoàng á, tôi sẽ bẩm lên Ngọc Hoàng giúp ông rùa nghe. Nhưng mà trước tiên á, làm gì thì làm, phải qua sông mới được ông thần rùa ơi. Đúng rồi, ngươi thật là hiểu chuyện. Muốn qua sông à, chuyện nhỏ, nhưng nhớ là phải hỏi giúp ta chuyện này đó nghe. Ông thần rùa yên tâm đi, học trò sẽ hỏi giùm mà ông thần rùa. Ủa, mà câu hỏi của ông thần rùa là cái gì? Ta thiệt là tức bình vì chuyện này. Số là ta sinh sống và tu luyện ở đây hàng mấy ngàn năm rồi, chỉ mong có một ngày thành chánh quả mà thoát cái lớp rùa này đi đó đi đây. Nhưng chờ mãi rùa vẫn hoàng rùa là sao? Thật tức chết đi được. Người phải hỏi Ngọc Hoàng vụ này giùm ta nghe. Được, học trò sẽ hỏi giùm thần rùa nghe. Vậy còn chần chờ gì nữa, mau chèo lên lưng ta để ta đưa qua sông. Mau lên. Ông thần rùa chở học trò bên sông hả? Được. Vậy thì học trò xuống liền. Xong rồi qua bên đó học trò sẽ hỏi giùm ông thần rùa nghe. Thank you.
Thẩm thương Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thương đi. Thương đi. Ngài đúng là Ngọc Hoàng rồi. Ngọc Hoàng ơi Ngọc Hoàng, con cực khổ lắm, con mới tìm được Ngọc Hoàng. Làm cái gì mà vội vậy? Lật đật, đợi xíu để ta thở tí. Dạ, xin Ngọc Hoàng thứ lỗi. Tại vì con phải vượt ngàn dặm xa xôi, con mới đến đây gặp được Ngọc Hoàng. Cái lòng con không thể nào kìm được, con mừng quá. Xin Ngọc Hoàng thứ lỗi cho con. Thiệt là khổ ghê á, mới thò đầu ra là bị tóm rồi. Thôi được rồi, ngẩng lên đi. Đúng rồi, Ngọc Hoàng cho con đứng hả? Đứng đi, chứ quỳ hoài mỗi đầu gối lắm. Ngọc Hoàng, ngài là Ngọc Hoàng đó hả? Sao nhìn nhỏ con giống con nít như vậy? Ta chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây. Phải Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Thần nhớ Ngọc Hoàng Thượng Đế bự lắm mà, sao mày nhỏ xíu vậy? Thì là ta đây chứ là ai nữa. Tại vì trong trí tưởng tượng của học trò, Ngọc Hoàng khác lắm, chứ không có nhỏ xíu như con nít vậy. Thôi được rồi, đừng có thưa bẩm gì hết, mất thì giờ lắm. Người có biết á là đây là chốn riêng tư của ta không? Không có một ai mà dám bén mảng lên đây hết. Dạ thần biết chứ, nhưng mà cực đã đành á thì thần mới đến đây làm phiền Ngọc Hoàng. Người đến đây tìm ta làm cái gì? Có điều gì muốn hỏi sao? Thần có những câu hỏi muốn hỏi Ngọc Hoàng, mong Ngọc Hoàng giải đáp ạ. Hỏi cái gì thì hỏi lẹ lên đi, ta đâu có nhiều thời gian đâu. Ngọc Hoàng ơi, như vậy bây giờ học trò hỏi Ngọc Hoàng giải đáp cho học trò nha. Thật là ta đi ngao du sơn thủy đến tận ở đây rồi mà vẫn có công việc theo đuôi nữa. Bây giờ mình nên hỏi những câu hỏi của ân nhân mình hay là câu hỏi của mình ta? Thôi, hỏi những câu hỏi của ân nhân mình trước đi. Ngọc Hoàng ơi Ngọc Hoàng, thần nhớ ra câu hỏi rồi. Câu hỏi là như thế này là Ngọc Hoàng, có nhà viên ngoại họ Trần, sống rất là phúc hậu, rất là hiền, nhưng mà chỉ có một cô con gái thôi mà không nói được. Tại sao vậy Ngọc Hoàng? Cái vụ này hả? Ta nhớ rồi. Tại vì chưa có trạng nguyên nào đến hỏi cưới nên là như vậy đó. Chỉ đơn giản vậy thôi hả Ngọc Hoàng? Dạ, cứ nói vậy nè. Là hễ mà có tân khoa trạng nguyên nào tới hỏi cưới á thì cô ấy biết nói liền à. Dạ cảm ơn Ngọc Hoàng. Dạ con còn câu hỏi thứ hai nữa Ngọc Hoàng ơi. Câu này của bà Lý Thị, bà hỏi là cây của nhà bà trồng 20 năm rồi, rất là tốt, rất là xanh tươi, nhưng mà tại sao không có trái? Vì có vàng ở dưới gốc cây mà kim khắc mộc. Vậy hả Ngọc Hoàng, có vàng nữa hả? Đào vàng á đem lên khỏi gốc cây thì tự khắc nó sẽ có trái bình thường à. Ngọc Hoàng đã phán, không lý nào sai. Bà cứ cố gắng đào đi. Đây rồi. Thôi. Thiệt là kỳ diệu. Trời ơi. Như vậy á là học trò đã làm xong tâm nguyện của bà rồi nha. Thôi, giao lại cho bà. Học trò xin phép lên đường. Không. Tôi chỉ hỏi có một thắc mắc nhỏ mà cậu giải thích giùm cho tôi. Bây giờ tự nhiên vàng ở đâu mà nhiều quá vậy, là tôi đâu có dám hưởng. Không, cái này là của bà mà. Không, cái này là công của cậu. Bây giờ đưa đây. Nè, chú lấy đi, lấy một nửa. Để mà lo thi thố tài năng đồ, để mà lo nhà cửa đồ ở, tốn kém nhiều lắm chú ơi. Nha, nè, nhớ nha. Dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Rồi, hết rồi đúng không? Ta biết nha. Ngọc Hoàng ơi, còn câu thứ ba. Câu thứ ba là có thần rùa tu luyện mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn chưa thành chánh quả. Tại sao vậy Ngọc Hoàng? Người nói với ổng á là nhả cái viên ngọc ngậm trong miệng ra đi. Chỉ vậy thôi hả Ngọc Hoàng? Đã tu mà còn sân si quá thì làm gì, làm sao mà thành Phật được. Bây giờ á, ông thần rùa thả miệng mình ra nha. Đa tạ hàng sĩ đã giúp ta giải được nỗi ấm ức đè nặng bao lâu nay.
giờ ta đã thành chánh quả, xin tặng lại ân nhân viên ngọc quý này để hộ thân. Dạ dạ không có chia thần rùa, với lại viên ngọc quý này nó rất là quý, tôi đâu dám giữ. Viên ngọc này sẽ mang lại sự hanh thông trong đường học vấn cho ân nhân, xin ân nhân đừng từ chối. Thôi chào ân nhân, ta đi đây. Cảm ơn thần rùa nhiều lắm, cảm ơn thần rùa nhiều lắm. Rồi xong hết rồi đúng không? Để ta yên được chưa? Dạ dạ con cảm ơn Ngọc Hoàng nhiều. Rồi để con về con nói với mọi người. Vậy thôi, ta biến á nha. Hết phần sợ rồi, ta đi đây. Hồ biến. Dạ, con cảm ơn Ngọc Hoàng. Con đợi ơn Ngọc Hoàng. Ây, như vậy là xong. Mình đã hỏi những câu hỏi của ân nhân mình rồi. Yên tâm rồi. Ủa, mình chưa hỏi câu hỏi của mình mà. Trời đất ơi, sao mình rảnh quá vậy trời? Lặn lội đường xa xa xôi, chú ý đến đây hỏi câu hỏi của mình. Mà rốt cuộc mình hỏi chuyện của người ta không hỏi chuyện của mình. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ơi, thần thần còn một câu hỏi nữa. Ngọc Hoàng giúp thần trả lời câu hỏi của thần. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ơi. Trời, ông đi nghỉ mất tiêu rồi trời. Trời ơi, đúng là rảnh thiệt luôn á. Thôi kệ, dù sao mình cũng đã hỏi được những câu hỏi của ân nhân mình rồi. Còn giờ mình trở về quê, cố gắng học tập để tiếp tục thi tiếp. Chứ ngồi đây cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Đúng là chạy trời không khỏi sốt, lông bông vẫn là lông bông. Đi về thôi học trò ơi. Ủa, nhưng mà giờ mình có nên đến nhà của Trần Viên Ngoại nói điều này không ta? Không khéo là lại đụng đến nỗi đau của họ thì sao? Thôi, bây giờ lên kinh thành, lo ăn học, lo thi cử. Rồi chuyện này mình tới nói sau cũng được. Anh học trò họ Lê có được số vàng làm lộ phí lên kinh, quyết tâm tìm thầy giỏi theo học cho thành tài. Bên cạnh đó, nhờ có viên ngọc của rùa thần ban tặng, anh bỗng dưng trở nên thông minh, sáng láng khác thường. Anh thi đỗ trạng nguyên ngay khoa đầu tiên, được ban chức tước về làng vinh quy bái tổ. Trên đường về, ngang qua nhà viên ngoại họ Trần năm xưa, tân trạng nguyên nhớ lời hứa năm nào, bèn cho dừng kiệu. Thật không ngờ, cậu học trò nghèo ngày xưa nay đã vinh quy bái tổ. Chúc mừng Tân Trạng Nguyên. Thật là trời cao có mắt mà, phải không thưa Tân Trạng Nguyên? Đúng như vậy ạ. Và cũng may lúc trước có ông bà viên ngoại cu mang, chứ nếu không mà ta đã chết ngoài đường rồi ạ. Dạ xin quan trạng, đừng khiêm tốn quá, có xá gì đâu. À nè, nhưng mà nhắc mới nhớ nha. Chuyện gì? Bẩm quan trạng. Bẩm quan trạng. Có chuyện gì vậy viên ngoại? Dạ dạ, dạ năm xưa đó, quan trạng có hứa về chuyện con gái của tôi. Ta có nhớ. Dạ, vậy thì may quá. Vậy rồi câu chuyện ra sao? Tân trạng có gặp Ngọc Hoàng để hỏi hay không? Có gặp, có hỏi. Ôi, xin quan trạng xin nói tiếp. Kết quả như thế nào? Kết quả như thế nào thì ông bà hãy đợi nhé. Còn bây giờ tôi có chuyện này muốn thưa với ông bà. Dạ quan trạng cứ dạy. Xin thú thật với ông bà rằng lúc thời còn đi học, tôi đã thầm thương trộm nhớ tiểu thơ. Bây giờ công thành danh toại, tôi mới dám ngỏ lời điều này. Nếu như ông bà không chê, tôi sẽ cho người qua dạm hỏi để cưới tiểu thơ làm vợ. Mà con gái tôi tật nguyền như vậy, Tân quan trạng không chê sao? Xin quan trạng đừng đùa giỡn, tội nghiệp vợ chồng tôi lắm. Tôi thật lòng yêu thương tiểu thơ, không đùa giỡn. Ông bà có thể giúp tôi hỏi tiểu thơ có đồng ý hay không ạ? Dạ thưa cha mẹ, con đồng ý lấy quan trạng ạ.
Bà ơi, đó chính là câu trả lời của Ngọc Hoàng về căn bệnh của tiểu thơ. Thưa ông bà Duy Ngoại, chỉ cần có một trạng nguyên ngỏ lời cầu hôn thì tự khắc cô ấy sẽ mở miệng lên được ạ. Lại đi con. Ngọc Hoàng thượng đế mới rớt từ trên mây xuống hả? Là gì mà đừng có chút ép à. Nói ba câu mà quên lên quên xuống nữa. Ngọc Hoàng thượng đế gì mà mặt ú ù ù luôn à. Thôi, giận mấy người luôn. Ngọc Hoàng béo, Ngọc Hoàng béo chờ không mày béo. Ngọc Hoàng ơi, đại dây. Chạy về tự coi dùm ta. Nè, mấy đứa này có đứa nào lại đây ngồi chơi, còn cái tuần này hay lắm nè. Ừ. Cội đâu á, mặt trăng tráng lắm, không có dây nào phù hợp hết, con không chơi đâu. Lỡ mà bắt con làm vợ chú Cụi á là con cắn lưỡi chết luôn á. Ông Tám, không lẽ bắt tụi con vô đại hả? Mà lỡ tụi con bay lên hết cung trăng sao? Mấy đứa nhỏ này kiếm chuyện quậy không à, không cũng phải vô mới biết chứ, chuyện cổ tích mà. Nè mấy cháu thấy ông không? Ông đi về rồi khỏe ra. Mắc gì mà lên tới cung trăng chứ. Nói gì chứ mà bay lên hết cho vậy ai nuôi cho nổi. Có gì khó là đổ hết cho ông không à. Ý, ông đừng có giận nghe. Tại mấy đứa này nó có đòi làm tiên làm bụt đó ông. Mà tụi con nói thiệt nha ông Tám, không phải tụi con kiếm chuyện đâu, mà con thấy chuyện chút cụi này nè khó lắm. Không nói chuyện với tụi con nữa. Mấy nhỏ mất tiêu rồi ta. Chú, nó đi rồi, nó mất rồi. Vậy là mình khỏe re. Mình ngồi mình đâm rồi mình coi chân này là đã quá nha. Đúng rồi, mình là cọp mà. Ủa, vậy mình đang ở trong chuyện gì vậy? Thì sự tích chú của cung trăng á. À, tôi nhớ rồi. Đây trong chuyện này là có bốn con cọp con, là tụi mình nè. Cái sau đó lạc vào rừng, bị chú cụi bắn, kiểu tên không chết á. Không thôi tôi chết đâu. Yên tâm đi Bo, không có chết đâu mà. Ủa, mà sao nãy giờ không thấy chuối? Có thể là chuối ở nhà á. Đúng rồi, hay là chuối là cọp mẹ. Chuối vậy mà làm cọp mẹ bây giờ cọp mẹ được. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình làm nhiệm vụ đi. Mình á phải tìm được chú cụi rồi đợi ông bắn tên á rồi giả chết. Chú cụi sau lưng mấy người á, đừng có nhìn. Bây giờ chú cụi mà bắn á là tụi mình giả chết nha. Thank you.
Các con ơi, ngoại hữu, đại hữu, trung hữu, tiểu hữu, tập hợp về ăn nay. À, rồi thì ra nó nằm thải lại đây. Các con hả? Mẹ có đem thì đồ ngô cho các con đây. Một con nai thiệt là mập ta. Trời, hư quá. Nó đi chơi ngoài rừng cho đã rồi nó nằm ngủ lăn ngoài đường, hư quá. Dậy đi các con. Mẹ sẽ làm đồ ăn cho tụi con ăn. Một con nai thiệt là mập đây nè con ơi, dậy đi. Dậy, dậy. Dậy các con. Dậy. Ngoã hổ. Đại hổ. Trung hổ. Tiểu hổ. Vậy, vậy, vậy. Ủa sao vậy ta? Mỗi lần mấy đứa này nó nghe cái mùi đồ ăn là nó vậy mà. Mà bữa nay sao mình nói vậy nó không vậy? Ngoại hổ vậy con, vậy con. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao không đứa nào còn hơi thở? Hơi thở đâu mất hết rồi. Không lẽ tụi con chết rồi sao? Tụi con chết thì mẹ sống với ai bây giờ? Mẹ nhớ hồi xưa khi cha con còn sống bị thợ săn bắn chết. Da của cha con nó làm bóp, nó làm áo. Còn xương thì nó nấu cao hổ cốt, còn thịt thì nó đeo vô nhà hàng. Trời ơi. Trời ơi. Lúc đó mẹ đã nghĩ là mẹ chết theo cha con rồi. Nhưng mà vì các con mẹ mới sống. Mẹ nuôi cha con tới bây giờ. Ở khu rừng này mẹ được cái bản danh Thiết Hạnh Khả Phong. Biết bao nhiêu cột đực dây chung quanh mẹ mà mẹ không mang. Rồi bây giờ các con chết thì mẹ sống với ai đây? Trời ơi. Trời ơi, ngoạ hổ, tiểu hổ của mẹ ơi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Mẹ sẽ đi với các con đây. Mình về nhà, một con nai thiệt là mập đang chờ chúng ta ở nhà. Con muốn ăn cái gì? Con muốn ăn nai nướng. Nai nướng. Còn con? Nai xào lăn. Nai xào lăn còn con? Dạ, con muốn ăn nai luộc chấm mắm tôm. Với lại bún đậu con, bó chém bò ché, còn thiếu hổ. Chà, chanh chém gió. Đi thôi. Chà, chanh chém gió, bún đậu, mắm tôm á. Nai luộc, nai nướng có đủ. No.
kỳ lạ vậy ta? Rõ ràng là mình bắn chết 4 con hổ. Tại sao con hổ mẹ cho ăn cái gì mà 4 con tỉnh như không hề bị chuyện gì xảy ra hết? Chẳng lẽ lá thuốc này là lá thuốc thần kỳ sao? Mình phải đem về nhà chồng thử mới được. Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, ông cụ chết rồi. Người ở đâu mà nằm giữa đây rừng chết vậy trời? Da thịt còn mềm, còn ấm. Ông cụ mới chết đây thôi à? Bây giờ phải làm sao ta? Tội ông cụ quá. Ông ơi, có ai không? Có ai không giúp tôi với? Có ai không? Phải tìm cách chôn ông cụ mới được. Đâu thể nào để ông cụ nằm ở đây được. Đúng rồi, sao mình không có dùng lá cây này cho ông cụ ăn thử ta? Biết đâu có phép màu giúp ông cụ sống dậy hay sao? Ông cụ tỉnh dậy rồi. Ông tỉnh dậy rồi hả ông? Ôi, mừng quá. Cũng sống được ông cụ rồi. Ta chết rồi sao? Đúng rồi đó ông. Vừa nãy á, tôi đi ngang trong rừng nè, thấy ông nằm đây, hơi thở không còn nữa. Gần như là đã tắt thở luôn đó ông. Đúng. Ta nhớ ra rồi. Ta đã lả người và mê đi. Nhưng sao bây giờ ta lại thấy khỏe, mạnh, không có đau ốm gì hết? Vậy hả ông? Phép lạ nào đã xảy ra vậy? Không có phép màu gì đâu ông. Là cái lá cây này nè. Hồi nãy con chỉ lấy một ít, con nhai nhuyễn ra rồi con cho ông ăn. Vậy là ông tỉnh dậy đó ông. Đúng là duyên mai. Ông trời đã cho con tìm được loại cây đa trường sinh bất tử này. Hãy làm phước cứu người, đem về chăm sóc và trồng cho nó cẩn thận nha. Nó là một loại cây ưa thanh tao sạch sẽ. Nhớ là đừng cho ai đến gần tiểu tiện đại tiện. Nó sẽ tự bứng gốc mà bay lên trời đó. Thật vậy hả ông? Dạ. Vậy con sẽ về con trồng nó và con chăm sóc thật kỹ. Và nhớ, đừng cho ai biết chuyện này hết. Nó sẽ mất đi sự diệu kỳ. Dạ. Cây này là cái cây diệu kỳ hả ta? Dạ. Vậy con sẽ về con chăm sóc thật kỹ nha. Ông ơi! Ông ơi ông! Là Bụt không? Bụt ơi! Bụt ơi Bụt! Phải chắc là Bụt chỉ dạy cho con không Bụt? Dạ. Dạ. Vậy con sẽ về con chăm sóc thật kỹ nha Bụt. Dạ, con đợi ơn Bụt ạ.
Đúng là trời thương dân làng mình đó, mới khiến cho cụi biết hút thuốc chữa bệnh. Ờ, nhưng chẳng biết thuốc gì hay quá ha. Cứu được cả người chết nữa. Nhưng thôi, thiên cơ bắt lộ mà. Tôi có nói gì đâu, cụi tốt thiệt á, biết hút thuốc cứu người. Cụi ơi! Cụi, cụi! Cụi ơi! Có nhà không cụi? Có chuyện gì hả anh? Mày phải bay cứu đại ca tao liền, đại ca bị thương nặng ở tay. Nặng lắm. Nè, mấy anh nhìn kìa, còn mấy người chưa chữa trị nữa, làm sao qua bên đó liền được? Không được. Mày phải cứu liền, đại ca mất máu chết là sao? Nhưng mà bây giờ mấy người này thì như thế nào? Mấy anh cứ bình tĩnh đi, bây giờ mấy anh về đi, rồi tí xíu nữa tôi sẽ qua. Không được. Cô ơi, cảm ơn mà cứu tiểu thư của tôi đi, cô ơi, cô ơi, của tôi chết rồi. À, nè, bình tĩnh, cái chuyện gì? Tiểu thư của tôi chết rồi. Nè, chết lâu chưa? Dạ, chết đâu nữa canh giờ á cậu. À, mà cho tôi hỏi, cô hai còn ấm không? Dạ, còn ấm, còn ấm. Đợi tôi tí. Mày đâu rồi cụi? Mày đâu à? Mày cũng đại ca đó hả? Ê cụi, cụi. Mày ngon, mày dám khi dễ đại ca tao, tao sẽ cho mày biết tay. Ân nhân, ngài ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Dạ, dạ được rồi ạ. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Chắc là trời sai ngài xuống đây để cứu dân độ thế. Con gái tôi may mà nhờ được ngài đó ra tay kịp thời cứu sống. Cho nên giờ này nè, tôi mới còn thấy được mặt con gái mình. Có ơn thì phải báo. Đây, lụa là gấm vóc, vàng bạc kim ngân. Ân nhân hãy tự tiện mang về. Dạ, dạ thưa bá hộ đừng có quá lời ạ. À, việc cứu nhân độ thế, rồi cải lão hoàn đồng á, là cái sứ mệnh của con. Còn những thứ ngọc ngà châu báu này con xin phép không nhận được không ạ? Ân nhân không nhận đền đáp này làm tôi vô cùng áy náy. Có phải chăng tôi làm điều gì phật ý của ân nhân? À, dạ, dạ, dạ không đâu ạ. À, tại vì đó là những lời thật lòng nhất của con. Xin bá hộ đừng có phiền lòng ạ. Vậy ân nhân có ngỏ ý gì, xin cứ nói ra, tôi sẽ bằng lòng tất cả, miễn sao cho ân nhân được thỏa ước nguyện. Dạ, dạ thưa bá hộ, con có một ước nguyện mà con nghĩ là bá hộ sẽ không chấp nhận được đâu ạ. Xin ngài cứ nói. Dạ, thú thật với lại bá hộ là sau khi con chữa bệnh cho con gái của bá hộ xong, con đã phải lòng của con gái bá hộ. Xin bá hộ cho phép con được cưới con gái bá hộ làm vợ được không ạ? À? Không thể được. Bất cứ điều gì tôi cũng có thể chấp thuận với ngài, riêng chuyện này không thể chấp nhận được. Ai mà nấu cơm cho mình vậy ta? Ủa? Ai nấu cơm cho mình vậy ta? Kỳ lạ. Mình... À... Ủa, nàng... Chàng không nhận ra em sao? Em là con gái của bá hộ Trần. Không, tôi nhận ra rồi. Nhưng mà sao nàng lại ở đây? Chàng đã cứu mạng em. Ơn cứu mạng của chàng, em một lòng tạc dạ. Nhưng mà khi tôi có nhã ý tới cầu hôn nàng á, thì cha nàng đã từ chối tôi. Cho nên... Cha em đã từ chối chàng vì không môn đăng hộ đối. Nhưng mà em nghĩ rằng chàng đã cứu sống mạng em, thì xem như em đã là người của chàng. Em nguyện suốt đời sẽ theo chàng nâng khăn sửa túi. Chàng có muốn
em làm vợ của chàng không? Nàng nói thiệt chứ hả? Đây, cảm ơn mình. Nè, nghe tôi nói nè. Hôm nay á, tôi đi khám bệnh ở xa, mà không biết tối nay có về kịp không nữa. Nếu như mà tôi về kịp á, tôi gõ cửa, mình mở cửa cho tôi nha. Dạ. Còn nếu như mà không về kịp á, thì thôi, ngủ cẩn thận nghe chưa. Dạ. Nhớ là cửa nẻo cho đàng hoàng nghe chưa. Dạ, mình đi cẩn thận nha mình. Em chờ mình về nha. Tôi đi nha. Cứu người ta thì giỏi, lại coi ai cứu vợ ngươi. Theo lời đại ca có lệnh, bây giờ vô giết con vợ nó, lấy quả tim cho đại ca. Yeah! À! Vợ, vợ, vợ ơi, vợ, 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 ai làm vợ tôi nhá đông nổi này hả? Dạ, 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 vợ hãy chờ ta, ta lấy thuốc, chữa trị cho nàng đi. Phù ác nhân thất đức, chúng là lấy đi trái tim của nàng, hồng không cho ta chữa trị. Không, đây là thuốc. Dạ, dạ, ta đã có cách chữa trị cho nàng. Nàng, nàng chờ ta nha. Cầu ơn trên, đây là lần thứ hai con dùng phép cải tử hoàn sinh để cứu vợ con. Con không biết rủi ro như thế nào, nhưng thành tâm con cầu xin, cầu xin cho vợ con bình an, vợ con trở lại bình thường như bao người khác. Con hết cách rồi, con không còn biết cách nào khác nữa. Cầu xin phù hộ cho con. Cầu xin phù hộ, cầu xin ơn trên phù hộ cho vợ con. Vợ đã tỉnh dậy rồi. Ông là ai? Ta là chồng của nàng. Nàng không nhớ gì à? Chồng tôi? Đây là đâu? Đây là nhà của chúng ta. Máu, máu, sao vậy nè? Sao người tôi máu không vậy nè? Nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, bình tĩnh nghe ta giải thích nè. Nàng vừa mới chết đi. Nàng bị kẻ gian hãm hại. Ta mới vừa cứu sống nàng. Nàng bình tĩnh đi, không sao hết. Tại sao tôi chết đi? Tại sao vậy? Tôi không hiểu gì hết. Không, nàng bình tĩnh. Nàng bình tĩnh. Tôi không nhớ gì hết. Nè, bình tĩnh đi. Nghe tôi nói nè. Ta là chồng của nàng. Chồng nàng? Nàng là vợ của ta. Vợ của ta? Chúng ta sống ở đây rất là hạnh phúc. Không có ai có thể hại được chúng ta hết. Không có ai hại chúng ta hết. Tôi không nhớ gì hết. Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Rồi, bình tĩnh đi. Từ từ rồi ta sẽ giải thích cho nàng hiểu. Từ từ. Những kẻ xấu xa, ghen tức với hạnh phúc của vợ chồng tụi,
đã rất tâm hãm hại anh. Chúng biết củi có thể giúp người cải tử hoàn sinh nếu để toàn vẹn thi thể, nên sau khi hạ sát người vợ thì quyết phá tận cùng để củi tuyệt đường cứu chữa. Chị đã bị quân ác nhân cướp đi quả tim, nên củi lấy đất sét làm quả tim thay thế cứu sống vợ mình. Vợ củi được cứu sống, nhưng đầu óc thì không nhớ gì hết. Bây giờ tôi đi, chiều tôi về sớm. Mình quan trọng nhất ở nhà là phải biết. À, chờ chút. Mình đi đào khoai hả? Nè, nhớ nha, nhớ qua nhà bác Năm á, ở bên đó hả, củ khoai nào cũng bự bự không à. Không phải là đào khoai, tùm bậy tùm bạ không à. Thôi xuống đây. Ý của tôi nói là mình ở nhà phải biết coi nhà, biết chưa? Ở nhà coi nhà, biết chưa? Nè, rồi cho tôi hỏi cái nữa coi. Rồi mắt thì đi đâu? Mắt thì đi ở ngoài sân, đi ở ngoài vườn, đi đâu cũng được hết á. Không được đi trong nhà. Giỏi. Vợ của anh giỏi rồi đó. Nhớ nha, nhớ lời tôi dặn nghe chưa? Là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng nào đi cũng được. Nè. Hả? Hướng nào đi cũng được mà không được đi vô gốc cây đa nghe chưa? Nhớ không? Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đi đâu cũng được. Không được đi gốc đa. Rồi, nhớ nha. Nhớ rồi. Tôi đi nha mình. Đi đi. Từ mặt phan nè. Ngồi đây. Gì nữa? Ngồi vụ gì nữa? Không được. Thôi, như vậy tôi cũng yên tâm nữa. Bây giờ mình có mắt mình ở trong nhà luôn đi. Đừng có đi ra ngoài nghe chưa. Rồi có gì á tôi đi tranh thủ tôi về tôi dắt mình đi ha. Đi đâu? Thì thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ dứt khoát lại một câu cuối cùng nghe chưa, là đông tây nam bắc hướng nào đi cũng được, nhưng không được đi vô gốc cây đa là được rồi nha. Nhớ chưa? Nhắc lại một lần yên tâm coi. Đông tây nam bắc hướng nào đi cũng được, không được đi gốc đa. Giỏi. Yên tâm đi, tôi nhớ mà, làm như là tôi không nhớ gì á, dặn hoài à. Dễ ợt à. Hướng đông, hướng tây, nam bắc, hướng nào đi cũng được, không được đi gốc đa. Đông tây nam bắc hướng nào đi cũng được, không được đi gốc đa. Đông tây nam bắc hướng nào đi cũng được, không được đi gốc đa. Nhiên thấy trong lòng bất an quá ta. Phải chăng ở nhà đang xảy ra chuyện gì? Được, phải chạy về mới được. Mắc quá, làm sao bây giờ, hướng nào đi, chồng dặn sao quên mất rồi, đông tây nam bắc, không được đi hướng nào, chỉ được đi gốc đa, đông tây nam bắc, không được đi gốc đa đâu rồi, khỏe quá. Thần Đa mà, ở lại với con đi, đừng có đi mà. Xin Thần Đa đừng đi.
đừng đi mà, đừng đi, đừng đi mà. Cây đa thần đã rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên trời trăng, mang theo chú cuội. Nhớ quê hương, chú cuội hằng đêm ngồi gốc cây đa, lưu luyến nhìn xuống trần gian. Hình ảnh ấy vẫn còn mãi mãi lưu truyền. Chú 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 Rồi mấy đứa nó mượn đi. Vài ngày cũng đâu có làm sao. Cái quả cầu ở nhà mình ôm nhà chắc cứu rồi. Thiên. Dạ. Mùa thi sắp tới rồi, em cần phải có sức khỏe thật tốt để lên kinh ứng thí nữa. Ăn khoai lang đi, ăn xong rồi uống nước chè nè nha. Như vậy đầu óc minh mẫn, học hành nó vô. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu như không có anh quan tâm chăm sóc cho thằng em mồ côi này, thì em không biết làm sao mà em học hành được tới nơi tới chốn cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà anh vất vả, anh lo toan cho em nhiều quá. Thôi, em đừng có xá chi ba cái chuyện đó. Cái chuyện học hành là chuyện của em, còn cái chuyện lao động là chuyện của anh. Anh em mình mồ côi, kết nghĩa anh em, đó cũng là một cái duyên cái phận rồi. Với lại anh có một thằng em sáng láng như em như vậy, đó cũng là phần phước của anh. Anh mà không lo cho em thi đậu thành ông này ông kia á, anh có tội lắm đó, biết không? Em thật là có phúc khi mà có người anh em kết nghĩa với anh. Em hứa sau này nhất định em sẽ đền đáp cho anh. Nhưng mà anh ơi, em nghe nói là đường lên kinh bây giờ nhiều bất chắc và khó khăn dữ lắm. Thôi hay là anh đi với em nha. Thật tình thì anh cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngặt nỗi. Chuyện gì vậy anh? Anh không quen ra ngoài, với lại anh đụng về lắm. Nhưng mà còn em thì bằng mọi giá phải đi, biết chưa? Dạ. Nhưng mà em sợ là không có đủ lộ phí đâu. Nên thôi năm nay mình bỏ đi, năm sau mình thi nha anh. Anh lo được, dứt khoát em phải thi trong năm nay. Dạ. Đẻ đẻ. Chết anh rồi. Dạ gì ba? Chị ba gì? Sao dạ. Mày hẹn tao tối qua mày không lại? Dạ, trời ơi, hẹn hoài à. Chị ba nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, để cho thằng em còn học bài nữa. Không không cái gì. Tiền của tao sót ruột lắm. Mày mượn tao mày hứa hoài, hồi tối qua hứa lại trả, tại sao không trả? Bộ muốn giật luôn hả? Không có, không có gì ba. Dì ba thông cảm đi. Không ấy, để mùa sau đi, con qua con trả hết cho dì ba nha. Trời đất ơi, mùa sau. Mày nói nghe hay quá ha. Trời ơi, của đau con sót mà. Mượn rồi hẹn, hẹn rồi mượn. Bây giờ dứt khoát đi. Mày dứt khoát mày hẹn với tao một câu là chừng nào mày trả tao đi. Dạ không ấy, dì ba cho con nợ lại tới cuối tháng sau đi dì ba. Trời ơi, hẹn hoài vậy đó hả? Trời ơi, tao hết biết nói mà. Có làm mới có ăn. Cái thằng đó đó hả, tao nhìn cái mặt nó gian xảo lắm á. Trời ơi, vô ơn bội nghĩa đó. Mày cứ còng lưng mày làm mày nuôi nó hả? Chưa chắc gì nó đã biết ơn mày đâu. Dạ, dì ba đừng có nói như vậy mà. Nói gì? Tao nói mày á, là đúng ra nó là người biết điều, nó thương mày á. Nó phải đi làm phụ giúp cho mày. Đằng này hả, nó học. Trời ơi, cái mặt đó mà đậu hả, tao cùi liền á. Thôi dì ba, vậy cuối tháng sau con trả dì ba hết tất cả nha. Bây giờ tao nói dứt khoát một câu, ngày mai mày phải trả tiền cho tao. Con không trả tiền hả, tao kêu người lại bán cái đò của mày luôn. Dạ dì ba. Dì ba nè, con biết dì ba rất là dễ thương. Tuy là chưa có chồng, khó tính một chút xíu, nhưng mà dì ba biết không, dì ba đẹp nhất làng này đó. Dạ. Dì ba nói vậy thôi, dì ba đâu có làm đâu, phải không dì ba? Nha dì ba, thiệt con nợ lại tháng sau nha. Còn hôm ấy á, ngày mai đi ha, con qua nhà dì ba, con làm vườn, con nhổ cỏ, con lặt rau, con làm hết tất cả mọi thứ cho dì ba nha. Mà có lấy tiền công không? Dạ không, con không dám lấy. Ừ, vậy dạ. Thì được.
Dạ. Vậy ngày mai qua nhà dì nha. Dạ. Làm vệ sinh hết ha không? Dạ. Cỏ mọc dày lắm rồi đó nha không? Dạ không sao đâu dì ba. Dạ. Không có lấy tiền công à dạ, nha. Dạ không lấy tiền công. Dạ. Ừ thôi vậy cũng được, tao để tháng sau cho mày đó. Dì ba dễ thương cho con mượn thêm 10 quan nữa nha. Vậy? Trời ơi, tiền cũ chưa trả cả đòi mượn nữa. Dạ tại vì hai ngày nữa thằng em con nó lên kinh ứng thí rồi cho nên là cần lộ phí này nọ đưa cho nó. Trời ơi, biết con đậu không mà mượn tiền cho chắc đi. Chắc là đậu rồi, nếu như mà em còn đậu ha. Con sẽ trả cho dì ba gấp 10 lần luôn. Rồi con sẽ nói với người ta, ở quê con có dì ba tốt bụng lắm, ân nhân của hai anh em tụi con đó. Lúc đó con đưa dì ba lên vinh quang của thằng em con chơi. Thiệt vậy đó hả? Thiệt luôn á. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ hứa rồi phải dạ. Thực hiện đó nha không? Tháng sau nha dì ba. Được rồi, thôi vậy sáng mai qua làm vệ sinh về dì ba đưa 10 quan nha không? Dạ. Thôi tao về. À. Dạ dì ba về. Là ở đâu vậy Bảo? Ủa gì? Đóng tuần gì vậy? Trời, hai tụi mình vô cùng lúc mà thân phận khác nhau quá ha. Phân biệt thiệt. Không lẽ bà được làm tiên mà tôi được hay sao? Trời, tụi nghiện bé chuối quá à. Nó mà ở nhà biết tôi làm tiên chắc nó tức lắm á. Ủa cái gì? Lo thân mình đi. Bộ tụi làm tiên dễ lắm hay sao? Ủa Bảo ơi, tôi quên mất là mình vô chuyện gì rồi. Ủa thiên trả địa đó. Ừ, tôi nhớ rồi. Mà làm tiên là làm sao? Có cái vụ tại sao con khóc không? Làm gì có. Nhưng mà tôi nói thiệt đó, tôi không nhớ làm tiên sao luôn á. Tôi đầu thiệt. Thôi chết rồi. Cái gì vậy? Thôi tôi không làm tiên nữa đâu, ông làm đi, đổi đi. Bà khùng hả? Tôi là con trai, sao làm tiên được? Ủa, dì ơi, tôi nhớ đầu chuyện của Thiên Trả Địa, mình phải xuất hiện ở bến đò chứ. Vậy là mình đi lộn chỗ rồi. Vậy thôi, mình ra bến đò đi. Ừ. Loa, 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 loa. Tất cả mọi người chú ý nghe đây. Kỳ thi hội đã tới, triều đình mở hội tuyển nhân tài. Các khoa sinh đã qua kỳ thi hương, hãy nhanh chóng lên đường về kinh ứng thí và bỏ công rùi mài kinh sử. Ai trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm ngay tức khắc để đem tài giúp nước, giúp đời. Loa, 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 loa. Kỳ thi hội đã tới rồi, kỳ thi hội đã tới rồi. Đưa cho anh. Em lên trên đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thì tốt, anh ở nhà chờ tin em. Dạ. Anh cứ yên tâm, em sẽ ráng cố gắng thi đỗ đạt, em không làm anh thất vọng đâu. Thôi, dạ. Em đi đi, kêu trễ. Dạ, em mới trở về liền. À, Thiên nè. Dạ. Đây, anh còn dưới đây, em cầm lấy đi. Còn anh? Anh lo được mà. Nhanh lên, kêu trễ kìa. Đi đi. Anh đi nha. Ừ. Ủa? Em biết chuyện gì hả Địa? Dạ chuyện gì ba? Mặt tỉnh bơ hả? Thằng Thiên nó đậu ông nè rồi đó. Vậy hả gì? Ừ. Vậy là nó về làng hả gì? Chút xíu nữa con ra đồ này con đón nó. Trời ơi, đón cái gì mà đón. Nó đổ ông nghè ở trên huyện lâu lắm rồi, chứ không phải hôm nay đâu. Có mình này biết à, cả làng này ai cũng biết hết. Mày ngu quá à. Mày tin nó quá à. Nó đậu vậy kiếm mày đó hả? Thôi đi dì ơi, chắc là dì nhầm lẫn thằng Thiên với ai rồi. Nếu như mà nó về làng á, là cái người đầu tiên đón nó là con đây nè. Trời ơi, tới giờ này mày còn tin nó nữa. Không tin á, mai mày lên huyện mà hỏi là ra hết là mày sẽ gặp nó nè. Nhưng mà nhớ nha không, nhớ đi là hỏi cái tiền cho tao nha không. Thôi dì yên tâm đi, có gì ngày mai con lên huyện con gặp nó. Mà nó đậu quan rồi á thì nó bận chuyện gì nó mới không về làng thôi.
Ừ. Đó mà dì nói. Ừ. Đó mai mày lên đi. Lúc nào nói mày cũng binh nó à. Đứng lại. Đi đâu à? Đi xuống. Trời. Ê xuống, xuống. Thiên ơi, xuống. Thiên ơi, Thiên. Thiên ơi. Dạ, hai anh làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thằng Thiên không ạ? À? Ừ. Ê mày, mày láo mày kêu quan tao bằng thằng hả mày? Dạ, dạ. Không chết phải không? Dạ, em xin lỗi tại vì... Nói lại tao. Em còn quen miệng, dạ, để em hỏi lại. Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà của quan Thiên không ạ? À? Đúng rồi, đây là quan Nghè Thiên. Là một nhà trí thức thủ trẻ tài cao. Còn mày làm gì ngơ ngơ ngác ngác vậy? Bộ mới trên núi với xuống hả mày? Đúng rồi, là thằng Nghè Thiên á. Là quan Nghè Thiên. Dạ. Nghèo kiếm xác như mày tìm quan làm chơi. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Cuối cùng thằng Thiên em mình cũng đang đậu công thành danh tội rồi. Nó làm quan rồi. Dạ, em là anh Kích Nghĩa của Thiên. Dạ, nhờ anh vô nhắn lại với quan Thiên là có anh địa tìm. Dạ, làm ơn giùm em đi. Mày anh của quan Thiên hả? Dạ. Thôi, ở đây không có ai mà anh em với mày đâu. Mày nghèo vậy là mày chỉ có mà thấy người sang bắt quàng làm hạ hôn. Đi đi. Hay anh làm ơn giúp em đi mà. Thôi. Đi. Mày đi. Tao không cho mày vô đâu. Hôm nay em phải gặp được thằng Thiên. Dạ không, em phải gặp được quan Thiên. Còn nếu như không, em sẽ ở đây luôn. Em sẽ không đi đâu hết á. Bây giờ nó nói là không cho vô gặp quan. Là nó ngồi đây nó ăn dạ. Mày thấy sao? Giờ mày tính sao? Bây giờ mày vô bẩm báo quan đi. Nếu như mà không phải á, đánh cho nó một trận. Nhưng mà mày ở đây canh nó kỹ nha. Mày yên tâm. Tao nói cho mày biết nha. Tao vô mà tao bẩm báo quan mà không phải là quen á là mày chết với tao nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, thưa quan. Làm cái gì mà ở ngoài ồn ào vậy? Dạ, ông ngoài đó có một thằng đó quan. Nó là người quen của quan. Quen cỡ nào? Dạ, nó là anh em kết nghĩa của quan đó quan. Hử? Mà con nói cho quan nghe, con không có tin đâu quan. Nhìn quan cao sang quyền quý như vậy nè, còn nó nghèo hèn ký xác á quan, sao con tin được? Thằng đó nó tên là gì? Dạ, nó tên là Trì Dơ đó quan. Hả? Dạ. Địa hả? Dạ. Ủa, quan có quen không quan? Không. Biết. Tao không quen thằng nào tên Địa hết. Mày ra mày đuổi nó đi cho tao. Con biết nè. Dạ, con đi. Dạ lên. Dạ. Mày hả Địa, tao ra tao chích với tao. Anh, đúng rồi phải không anh? Thằng Thiên nó kêu tôi vô đúng không anh? Trời ơi, tôi đã nói với mấy anh rồi, tôi là đĩa anh của thằng Thiên mà. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm nha. Mày xuống. Tao nói cho mày biết nha, quan tao nói không có quen biết ai. Tên là Đĩa. Mày là thằng xạo. Mày đi khỏi đây. Không thể nào. Tao sẽ làm như tao vậy. Tao đánh mày nghe chưa? Không, tôi phải vô gặp thằng Thiên mới được. Tôi phải vô. Mày lì hả mày? Quýnh ra đó nè. Không. Ây da. Ây da. Thiên ơi. Tại sao đối xử với anh vậy? Anh là Địa mà. Tại sao cho lính đánh anh Thiên ơi? Ôi da. Anh là Địa mà. Tại sao đối xử với anh như vậy? Tại sao lại cho huynh đánh của anh? Thiên ơi. Trời ơi Bảo, giờ anh sao đây? Nghĩ cách giúp tôi đi chứ. Bảo, cách gì thì cách, nhưng kiếm đâu ra người để làm vợ của anh Địa đây? Hay, tôi biết ông thành người đẹp nha. Ê, không được nha. Bậy. Wow, con thỏ dễ thương ghê. À, tôi hiểu quý ông rồi.
Nàng là ai? Em là con thỏ của chàng nè. Nàng là con thỏ của ta hả? Nàng đẹp lắm. Nàng có bằng lòng làm vợ ta không? Thì ra Thiên đối xử tệ bạc với anh như vậy. Cũng không chắc đó là Thiên đâu em à. Khoan hãy trách nó. Anh nhân từ quá. Đối với một người bạc bẽo như vậy em, anh còn thương nhớ để làm cái gì. Em chắc chắn á, đó chính là Thiên. Để thấy bộ dạng của anh như vậy, hắn coi thường mà không có dám nhận bạn mà thôi. Không hiểu sao đến bây giờ anh vẫn chưa tin được em à. Không hiểu tại sao thằng Thiên nó lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Ở trên nhà mình giàu hay biết mấy. Em hả? Tất nhiên rồi, anh sẽ thấy lòng người bạc bẽo và khó lường như thế nào. Thôi dừng lại. Dạ. Con chào ngài. Dạ dạ, dạ mời ngài vào. Ta không cần đâu. Nhờ anh nhắn lại với quan lớn là ta mời quan lớn quá bước tới cơ dinh ta chơi. Cách đây không quá một đoạn đường ở bên kia sông cổ. Dạ, cho con hỏi là quý danh ngài là gì? Đặng con vô con còn bẩm lại với quan con. Cứ nhắn lại rằng có anh kết nghĩa của quan ngài tới tìm. Dạ, vậy con xin phép ngài. Dạ dạ. Dạ 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 con chào quan. Dạ ở bên ngoài quan có một người nói là bạn kết nghĩa của quan. Dạ muốn mời quan qua dinh cơ người ta chơi. Lại kết nghĩa? Sao dạo này có nhiều người kết nghĩa với ta quá vậy ta? Đúng á quan, con thấy là bạn kết nghĩa của quan thiệt á. Cái này giàu sang lắm nghe quan. Đi có kẻ đưa người đón. Còn thằng kia quan ơi, nó nghèo kiếp xác quan. Con không có tin. Đây con tin nó quan. Ngươi. Dạ dạ con. Ngươi dạ. Có chắc là không phải tên Địa Bữa Hổm không? Dạ chắc quan. Quan ơi, đồ đạc bóng loáng luôn quan. Anh em kết nghĩa. Cũng có thể là hắn. Nhưng mà hắn muốn gặp ta nên hắn mới giả dạng như vậy. Đừng có nghĩ chỉ có một cái bộ đồ mà qua mặt được ta. Không dễ đâu. Để mà coi. Được. Bảo với hắn, nếu muốn gặp ta thì phải trải chiếu qua lót đàn, dàn treo trước ngõ. Nghe chưa? Ta sẽ đến thăm dinh thự của hắn. Dạ. Đi nhanh. Dàn treo trước ngõ. Muốn gạt ta không có dễ đâu. Dạ con chào ngài. Dạ quan con nói muốn mời được quan con á thì phải trải chiếu qua lót đàn vàng treo ngõ. Dạ quan con mới qua. Dạ thưa ngài. Ta hiểu rồi. Vậy thì mời quan và đoàn tùy tùng giờ thìn ngày mai đến nha. Ta sẽ làm đúng theo yêu cầu. Dạ con cảm ơn ngài. Đại huynh. Ôi, hiền đệ của huynh. Đại huynh. Đệ nhớ huynh quá. Đệ biết không, huynh nhớ đệ lắm. Nhìn huynh kìa,
Bây giờ huynh thật là phong độ. Vậy mới đúng là huynh của đệ. Thật ra là đệ không thể nào mà tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được huynh ở trong một cái dinh cơ thật là lớn, thật là rộng lớn như vậy. Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Anh vào nhà đi. Đi vô nhà đi, đi. Hôm đó anh cứ đến tìm em. Ủa? Vì hả? Lúc đó anh còn nghèo khó. Dạ. Vậy anh? Anh cứ nói với lính là vô báo lại cho em. Rồi sau đó lính ra đánh một trận tơi bời rồi đuổi anh về. Em biết không? Lúc đó em không có biết gì, cái gì hết á. Thằng lính này nói bậy quá đi. Anh yên tâm, để khi mà em về đó, em sẽ cho nó một trận. À, thôi đi. Những chuyện buồn á, mình đừng có nói tới nữa. Bây giờ mình phải nói gì vui đi. Anh em mình lâu ngày mới gặp mà, đúng không? Mình uống rượu, rồi mình hàn huyên tâm sự. Hả? Ừ, thôi được rồi. Đợi, chờ Quynh một chút nha. Quynh kêu chị dâu ra, đem rượu ra sáng gặp đệ luôn. Chị dâu? Anh đã có vợ rồi. Em à. Đây là vợ của anh. Còn đây là em kết nghĩa của anh, nhà Thiên. Mời anh. Mời em. Công nhận anh của em thật là có phúc. Ở trong cái dinh thự thật là rộng lớn như vậy mà con vợ còn đẹp như thiên nữa. Sao em lại nói như vậy? Thực ra thì chị dâu của em cũng xuất thân từ nghèo khó, giống anh em mình thôi. Anh là khách sáo đó rồi. Anh cứ nghĩ coi, tuy là em là quan thiệt, nhưng mà vợ em con nào con nấy nó xấu như ma vậy đó. Chỉ được có cái giàu. Đời em bây giờ chẳng có là gì hết. Em bây giờ công thành danh toại rồi, còn than vãn cái gì nữa. Tại anh không có biết đó thôi. Anh thấy không? Ngày xưa lúc nào anh cũng hơn em. Lúc nào anh cũng hơn em, mọi việc anh đều hơn em hết trơn. Anh lúc nào cũng chiều em hết. Anh đều nhường em mọi chuyện. Bây giờ thú thật với anh là em không có cần một cái gì hết. Không có cần nhà cao cửa rộng, không có cần người hầu kẻ hạ mà giàu sang gì hết. Em không có cần gì hết, em chỉ cần một điều thôi. Thật ra thì em nói cái gì anh không hiểu gì hết. Em say rồi à? Em không bao giờ sai. Anh à, anh có còn thương cái thằng em này nữa không? Còn chứ. Còn em thì sao? Em lúc nào cũng thương anh mà. Em nhớ anh lắm. Thiệt. Nên bây giờ em chỉ xin anh có một yêu cầu nho nhỏ thôi. Bây giờ anh có thể nói một câu rằng nhờ ông trời thương anh mà anh có được tất cả. Bây giờ em cần gì? Cứ nói đi. Em chỉ cần. Cần gì? Chúng ta đổi giày với nhau đi. Anh về sống ngay tại cái dinh thự của em, và em về sống ngay cái dinh thự của anh. Em say rồi à? Làm sao mà đổi được? Em đã nói với anh là em không hề sai. À, có lẽ vì anh chê cái dinh thự của em nhỏ quá phải không? Không có xứng lại cái dinh thự của anh. Vậy bây giờ em sẽ đổi cái chức quan của em luôn. Được không? Được không anh? Được rồi. Nếu như em thích, em cứ tới đây ở. Còn khi nào chán rồi về. Làm sao mà đổi được chứ? Anh cứ nghĩ là em cần ở trong căn nhà của anh hả? Ở trong cái căn dinh thự lớn của anh là em vui hả? Không phải như vậy. Em cần là cần cái người mà mỹ nhân tuyệt sắc nhất ở trong đây kìa. Em và anh xin làm một cái giao kèo. Em đưa cái chức quan của em cho anh, và anh phải đưa vợ anh cho em. Em thật là vô lý. Em say rồi, đi về đi. Em không có sai. Cái em cần là cần vợ của anh, cần vợ của anh. Là vô lễ, em đi về đi. Không, em không đi về. Chừng nào có được vợ anh em mới về. Em đi về đi. Em sẽ đổi chức quan cho anh. Anh phải đưa vợ của anh cho em. Không thể nào như vậy được. Em sẽ được như vậy. Em phải được tất cả những gì của anh. Tôi không thể nào như vậy được. Em sẽ được cái gì? Em sai lắm rồi. Đệ à, em sai lắm rồi. Em không có sai. Em không có sai. Là vô lễ.
Đi về mau. Không, em không có đi về. Em sẽ muốn tất cả những gì của anh đang có, kể cả vợ anh. Cầm miệng lại. Bảo ơi, vậy là sai chuyện rồi. Người anh phải đồng ý, cũng phải ký tờ giao kèo luôn. Vậy mình review trở lại đi. Anh và em xin làm một cái giao kèo. Em sẽ đưa tất cả những gì của em đang có cho anh. Và anh phải đưa tất cả những gì của anh đang có cho em, kể cả vợ anh. Nếu em nói như vậy, anh đồng ý. Vậy mới đúng là anh của em. Đây nào. Mời anh. Lại đây với anh, em của anh. Em đứng lại với anh. Lại đây với anh, em của anh. Đứng lại, lại đây với anh. Lại đây với anh. Cái gì vậy? Hả? Dinh thự của tôi đâu? Hả? Của cải của tôi đâu? Vàng bạc châu báu của tôi đâu? Hả? Dinh thự của tôi đâu? Hả? Tiền bạc châu báu của tôi đâu? Hả? Đâu hết rồi? Hả? Sao mất hết rồi vậy? Anh đệ ơi! Sao lỗi xử với em như vậy? La! Anh đệ ơi! Sao lỗi xử với em như vậy? Dinh thự của tôi đâu? La! Ha, đúng là của tiền giả đệ. Anh Thiên ơi, ráng chèo đò hai anh đệ đi. Rồi ăn ở cho có nước vào, sẽ có người giúp thôi. Thank you.
dạ. Dạ thưa ông Tư. Em quên ông Tám. Dạ, dạ thưa ông Tư. Thôi. Làm cái chuyện tày trời như vậy thì ông Tư, ông Tám, ông Tam, Tư, Tư Tám thì cũng thành con ghê râu hết rồi. Ông Tư ơi, tụi con biết lỗi rồi. Ông làm ơn cứu em Bo cho tụi con đi. Chắc Bo nó sợ lắm luôn. Tụi con dạy dục quá. Từ trước tới giờ đi đi về về thấy ông sao. Hay quá ha. Tụi bay tưởng tụi bay là đi mây về gió rồi. Muốn làm gì làm hả? Đúng là không có cái dạy nào bằng cái dạy này. Mình cứ tin tưởng tụi nó. Thấy im xuôi hổm rày, trong bụng thấy mừng mừng. Ai về đâu. Hả? Ông biết hết rồi hả? Cho ông đồ tôi là tôi tha rồi. Thấy không? Giờ tôi cho mượn đồ, chơi là phải biết giữ chứ. Làm mất luôn hả? Ông ơi, ông cứu Bo với ông ơi. Ông ơi, cứu em Bo đi ông. Cứu em Bo đi ông. Im đi, nhức cái đầu quá. Để từ từ tôi tính. Thôi, yên tâm rồi. Không có sao đâu. Ông giận, ông la tụi con vậy cái chuyện này ngoại muốn. Để ông gặp thằng Bo đã, rồi tính sao. Cả đám ngồi đây chờ ông chưa? Ông đừng có bỏ tụi con nha. Đừng có bỏ tụi con. Bỏ cái gì, bỏ hồi nào? Phải không? Nè, đi qua lấy cái câu chuyện cho tôi. Đi qua lấy cái chồng qua đây. Nè con. Con gặp cái trang người có giấy chồng. Đặt cái này qua cái dĩa này tôi. Đặt cái dĩa này tôi. Lấy gì chưa? Không có được đi đây chưa? Dạ. Ông đi vô này chút. Ồ. Nó chưa thành thôi thằng nào. Nó đúng là thằng Phong. Tiến lên thằng Phong. Tiến lên. Ông biết cái gì? Con Vinh Quang của cả nhà ta là nức tiếng vùng này. Đừng có tưởng dễ nha. Vinh Quang. Tiến lên. Cái tội chế này lớn lắm đó nha. Tôi cũng đặt câu thần Phong luôn. Vô. Vô. Wow. Wow, bỏ lại. Đi đâu? Bắn dế về đi, bắn dế về đi. Làm dế đi đâu? Phen này á, tổng nhà ta được nhờ rồi. Quý quá. Dế của ông đúng là con dế thần. Trời ơi, con này ta nuôi nó còn cực hơn là ta nuôi con của ta nữa. Bắt nó vô. Văn tổng nha, thiệt là biết ơn ông.
ông rất là mắt tay. Mấy năm liền vang danh nhờ con dế chiến của ông đó. Chứ sao? Thần Phong đúng là số 1, có 102 đó nha. Vô địch thiên hạ luôn. Chứ sao? Bà ơi! Bà ơi bà! Đây! Người chiến thắng trở về rồi bà ơi! Trời ơi! Ông mới về đó hả? Chúc mừng người chiến thắng nha! Ôi! Đừng ở ngoài này nói um sùm, người ta nói mình nổ à! Vô trong! Vô trong! Trời ơi! Tôi nghe thiên hạ chạy rần rần về đây báo tin vui! Vui gì? Thì con Thần Phong của mình vô địch đó! Trời ơi! Bà mới nghe thôi là bà chịu không nổi đúng không? Còn tôi đứng tại chỗ tôi chứng kiến nó vô địch mới ghê chứ. Đánh đầu thắng nó, đánh đầu thắng nó. Vậy đó hả? Bởi vì hai vợ chồng mình phải giữ nó cho thật kỹ. Để tới ngày tôi tiến thân nó lên cho nhà vua. Đúng ngày hẹn đi đánh các nước. Nó còn vô địch dữ hơn bây giờ nữa. Thiệt là vinh dự cho tổng nhà ta đó ông. Thì bởi vậy dứt khoát không được cho gia đình giữ nhau nha. Tôi với bà giữ nó, chăm sóc cho nó. Đúng rồi, để tôi nói ông nghe, có cái chuyện gì đó hai vợ chồng mình rơi đầu trước đó. Đúng rồi chứ gì nữa. Ôi thôi bây giờ, ủa sao nãy giờ không thấy thằng Út? Nó ngủ kìa. Đâu? À, thôi bây giờ gì, bây giờ tôi đi ngủ. Bà giữ. Rồi chút nữa bà giữ tôi ngủ. Gì kỳ vậy? Hả? À, sao? Sao kỳ? Ông ngủ bây giờ, tôi giữ. Chút nữa tôi ngủ, ông giữ cho. Thì đâu có gì đâu. Thì coi như bây giờ bà giữ, tôi ngủ. Chút nữa tôi ngủ, bà giữ. Nữa sao? Chút nữa, ông giữ, tôi ngủ. Chính xác đó. Giờ đi ngủ đi ông. Gì vậy tụi bay? Gì kỳ vậy? Thiệt tình á. Trời ơi. Anh Bạch ơi. Anh Linh Việt ơi. Anh Diệu Áo ơi. Anh chị con hết rồi. Cháu tôi đi rồi. Ông Tâm, ông Tâm, ông Tâm, ông Tâm, ông Tâm, ông Tâm, ông Tâm. Bo, con ở đây nghe Bo, để ông đi ra đây một chút. Rồi đúng với ông đó, mấy cháu còn đang ở trong chuyện cổ tích đó. Không ba, chừng nào Bo về hả ông? Bo nó có nhớ cái gì không ông? Thằng Út này quậy quá, đi chơi lung tung ngoài. Chơi cái gì mà chơi? Tôi thấy á, lúc mà mấy ông quạ bay lên á, thằng Bo bay chậm chậm lại, nhìn theo người anh rơi xuống. Ai về đâu, bị lạc đường. Cũng tại mấy ông đó,
Để chừng về hẳn tính. Ông phải qua kêu nó dậy đây nha. Nhất chị. Ủa mà sao tụi nó thấy mình ta? Thôi để chút về nhà rồi hỏi luôn. Ôi mình nhớ rồi. Thì ra là chuyện đã xảy ra đúng như là vậy. Ông xem dẫn con về nhà đi. Ông biết rồi. Tại sao con bay vậy? Con đó là con đang sống ở trong cái thế giới cổ tích. Nè Bo à, con ngoan đi nha. Rồi ông Tám sẽ dẫn con về nhà. Dẫn làm gì hả ông? Nè nè, hồi nãy đó là con đạp chết con ghế nhà ông cai tổng mày không? Không biết. Lớn chuyện rồi. Bây giờ đó là mình phải đền con ghế cho người ta đó con. Dạ anh đền sao ông? Con đó là con phải làm con dế, thay con dế thần phong cái tổng. Nếu không á thì hai vợ chồng ông sẽ bỏ mạng đó. Nhưng không muốn về nhà thì về chứ. Mà chỉ có cái điều này, con chỉ cần đá mấy con dế kia cho nó thất điên bát đảo đi, rồi mình sẽ về nhà ngay. Con không biết bác. Con đạp được không ông? Được. Vậy là con phải đạp cho nhanh đi. Rồi hai ông cháu mình chạy về nhà ông cái tổng cho mau. Để ông trễ đó. Dạ. Khơi con. Khơi ông tổng con đi. Dạ. Được không? Tổng xuống để bắt xuống. Tổng ôm cái vai ông coi con. Ôm vô. Con ơi là con à. Minh! Bắt bao không về. Con ơi, cô kêu bà lính bà có nghe không? Đi từ ở nhà ra tới đây bóng bù luôn qua đá hoài. Kêu ở nhà giữ thằng nhỏ cũng giữ không được, để cho đi đạt. Tôi đâu có biết đâu, tôi nghe tụi nó ồn ào ở đằng trước á, cái tôi chạy ra coi chuyện gì, cái tôi ra cái hồi tôi vô cái mất tiêu con rồi. Bà ở đây bà khóc lồi ra nó không? Tôi hỏi bà khóc lồi ra nó không? Giờ đi tìm nó đi. Mà nãy giờ tôi với bà đi khoảng đường xa thì sao không có. Mà chùm nhum là vì hai người tìm thì cũng không ra. Đúng rồi. Bây giờ bà đi đường này, tôi đi đường này. Vậy nha. Nhớ nha. Mà thôi. Gì bà đó? Đi đường này đi, tôi đi đường này. Trời ơi, đi tìm mà cũng giành giật nó. Đi đi. Con ơi là con. Con ơi, con ở đâu? Con ơi là con. Con ơi, con ở đâu vậy con? Con ở đâu con ơi? Con ơi, con của tôi. Con đâu rồi con ơi? Con đi đâu rồi? Rồi con ăn làm sao? Con ngủ làm sao đây? Trời ơi, thú rừng cái nhé con mất con ơi. Con tôi. Con. 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 Trời ơi, con tôi đâu rồi trời? Trời ơi, tôi mới thấy nó đây mà trời. Con ơi là con. Trời ơi, không lẽ nó chui xuống đất trời. Trời ơi là con. Con đâu rồi? Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Ông. Gì? Cái gì? Tôi thấy con rồi. Bà tìm được con rồi. Tôi tìm được con rồi. Bà tìm được con là được con mất. Con đâu? Nhưng mà tôi lại gần nó biến mất rồi. Mày không mà. Mà điên hả? Điên gì? Thằng mà bà thấy nó, sao bà không giữ nó lại? Mà để cho nó đi mất. Mà đúng là con đàn
đây. Trời ơi, tôi biết nói sao với bà đây. Bà thấy con cái bà nhớ nó lại. Bấm bấm bà để cho nó đi mất tiêu. Ông nín cho tôi nói. Nói đi. Tôi thấy nó rõ ràng. Tôi chạy lại. Con. Tôi ôm nó về cái tôi ôm. Khoảng không nó biến mất tiêu ông ơi. Bà nằm mơ hả? Nằm mơ hả như vậy? Chứ sao thấy con đứng lên chạy rồi chụp bà không dính? Đúng là con vừa qua đó. Tối ngày có mơ hết chuyện này tới chuyện kia. Bây giờ đi tìm nó đi. Đi, không đi đường này. Bà đi bên này, tôi đi bên này. Gì đâu không à? Con ơi. Con ơi là con. Con ơi. Con trai của cha ơi, con ở đâu? Con ơi. Con ở đâu vậy con? Trời, con trai của cha. Con, trời, cha tìm con được con ơi. Con đâu rồi? Con ở đâu rồi? Con. Trời, con ơi. Con ơi. Con ở đâu? Con ở đâu? Trời ơi, cha mới tìm con đây mà con ở đâu? Con của cha ở đâu? Nè nè nè. Cái ông đó, ông đang tìm con đó. Bây giờ con không có thể nào con trở về nhà được đâu. Con phải đi theo ông. Ông muốn huấn luyện con thành con dế, nghe chưa? Con thành con dế. Đâu, đi 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 đi. Ba ơi là ba. Ba ơi, ba đâu rồi? Ông đây con rồi hả? Con rồi. Ôi rồi đâu rồi? Nó đâu rồi? Hả? Nó biến mất tiêu rồi. Cái gì? Nó biến mất tiêu rồi. Nè ông có điên không? Hả? Ông có điên không? Ông nằm mơ ban ngày hả? Tôi chưa thấy người cha nào như ông hết hả? Bộ khùng điên hay sao? Thấy con mà không giữ con lại. Hả? Người cha như ông á không có đáng chúng nào hết hả? Nói vậy mà cũng nói được hả? Hồi nãy ông chửi tôi, bây giờ tôi chửi ai ông á? Tôi biết mà. Hồi nãy tôi thấy nó đứng gì đó. Tôi nói con chạy rồi. Tôi ôm nó, sao con biến mất tiêu à? Ông ơi, hay là mình ảo giác, mình thương con quá, mình ảo giác đó ông ơi. Ờ ha. Ừ, mình tưởng tượng thấy nó mình ôm không có. Thôi bây giờ gì đi, bây giờ tôi nghĩ cách này rồi. Bây giờ hai chồng mình về nhà đi. Không chừng nó sẽ ở nhà. Đúng rồi đó. Đúng không? Bị nó cũng lớn rồi, phải biết nhà để nó về chứ. Đúng rồi, thôi bây giờ mình đi ông ơi. Vợ chồng mình về nhà đi. Tranh thủ về nhà đi mình ơi. Con ơi, con ở nhà nghe con. Nè ba. Dạ. Ôi, cháu bò dạ ngoan quá. À, nè con. Dạ. Hiện nay là ông với con là không có về nhà được. Dạ. Bây giờ ông với con muốn trở về nhà thì phải hoàn thành câu chuyện này đó. Ông phải biến con thành con dế. Dạ. Nhưng mà không phải con dế thường đâu, mà là con dế thần phong đó. Dạ. Mạnh, thấy không? Đá ở đâu, con nào nó đều thua con. Dạ. Nghe chi? Ông sẽ tiến cử con lên trên triều đình đó. Dạ. Dạ. Con đứng im. Bo. Ông sẽ biến con thành con dế. Ủa? Sao nó không ra con dế mà nó ra con gì vậy ta? Mà thôi không sao, thầy kệ nó. Con gì cũng được mà ông huấn luyện con. Nghe chưa? Con sẽ giống con dế. Bo. Dạ. Nghe ông nói nè. Cái bài học thứ nhất á, mình là dế rồi đó. Thì mình nói tiếng dế nghe chưa? Nói ông nè. Nói nghe ông nha. Nó rét là con dế rồi. Mình thành con dế rồi đó. Bây giờ con là con dế. Dạ. Ông cũng là con dế. Dạ. Bài học thứ hai là khi mình thành con dế thần không rồi, mình thấy dịu võ vươn quai con. Thấy không? Mạnh dạn lên. Đụng đầu vô. Đa, 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 đa. Con dế này đá mạnh quá. Được rồi đó. Bây giờ con là con dế thần thông rồi nghe ba. Number one. Thằng Tông ơi, mày chết hoang cho đất đi.
Tại sao mày chết năm ngựa? Tao cũng sẽ chết năm ngựa như mày. Trời ơi trời, tôi kêu bà canh, bà canh sao cho nó chết đi vậy nè. Nó đi, bà sẽ bị chém đầu, tôi cũng sẽ bị chém đầu mà bây giờ. Út ơi, Út à, sao Út bỏ cha mẹ đi đâu vậy Út ơi? Nó đi kệ nó, tôi bà bị chém đầu rồi nó cũng phải đi thôi, kiếm nó làm gì? Nhưng mà nó nhỏ vậy biết nó đi đâu, chắc nó dẫm chết con Tần Phong, nó sợ quá nó trốn vô rừng rồi ông ơi. Trốn vô rừng cái gì? Kêu bà canh của con Tần Phong à, bà canh của ông sống đó. Bây giờ tôi rối trí quá rồi bà ơi, Tần Phong thì cũng đã chết rồi, thằng Út nó bỏ đi mất tiêu mà. Rồi gia đình thì cũng đi luôn đâu mất tiêu luôn rồi. Thôi bây giờ tôi đi à. Nè à. Ông đi chết mình, ông để ở đây tôi bị chết chém hay sao? Gia đình nó sợ liên lụy á, nó trốn hết rồi kìa. Tôi biết mà. Trời ơi Út ơi là Út. Hiện giờ con ở đâu? Bà có đi mà ông đi, tôi đi. Đừng đi đâu. Tôi đi chết chứ đi đâu. Chứ ông chờ tôi đi chết chứ ông ơi. Ông chờ tôi đi với. Chờ cái gì mà chờ, đi chết mà cũng chờ đó. Có chỗ nào chết đẹp? Chết đâu chứ? Chết đẹp đi. Chỗ nào chết đẹp, bên này chết đẹp. Chết đẹp nè. Tôi, ông bà đó tôi bên này, tôi mình chết cho rồi đi nha ông. Bà cũng chết y như tôi hả? Ừ. Một, hai, ba. Sao bà không chết? Ông chết trước đi rồi tôi chết sao? Còn chết trước chết sao? Một, hai. Sao tôi giờ mặt bà tôi dễ quê quá, tôi chết không được bà ơi. Thôi bà chết bên đó thì tôi chết bên này. Hai, ba. Sao bà không chết? Sợ đau lắm ông ơi. Bà nghĩ sao trên đời này đau ai cũng sợ. Khoan, hai vợ chồng nhà nuôi khoan chết. Hai thằng nào hả? Ừ. Tiền đó. Vợ chồng trai tổng kia, ta thấy hai gia người có công mà cũng có tội, đã là do cái việc chung, cho nên ta cho mượn tạm con dế thần kia. Ha, đó là thiên hạ vô địch đó. Dạ. À, vậy thì hai ngươi hãy lập tức tiến cùng nó. Dạ. Thì con trai của nhà ngươi đó mới bình yên vô sự. Còn, có hộp trên tay luôn. Và cái hộp này là con dế trong này. Đúng vậy. Cho coi được không? Được. Đi mất tiêu rồi. Ông trốn đâu mất rồi? Ông biến rồi. Không. Cái này là thật à? Thật rồi, thật ông à? Ơi. Phải con dế không? Con dế. Wow. Con này nó hay gấp mấy lần con Thần Phong luôn. Chứ này vợ chồng mình được cứu rồi. Đúng tôi rồi. Sẽ đặt con này là Vũ Bảo. Đúng rồi. Vợ chồng mình được cứu rồi mình ơi.
Bà ơi, chuyện này ta đại thắng trở về rồi bà ơi. Ôi, dế thần của ta. Bà ơi, bà có nghe tôi nói không? Ôi. Đại thắng trở về đấy. Ông mới về đó hả? Đồ. Trời ơi, ông đã mang chiến thắng lại cho tổng nhà rồi. Thì đó. Ủa, rồi con mình đâu? Ờ, cũng cầu trời phù hộ cho nó. Còn cái gì đây ông? Vàng, dở ra coi. Vàng? Dở ra coi đi. Đó, thấy chưa? Ôi, trời ơi, vàng nhiều quá. Con này là bách chiến bách thắng. Đánh đầu thắng đó. Kỳ này mỗi lần ra trận là tôi sẽ xuất quân đó. Tôi sẽ đem chiến thắng về cho quê hương mình. Là mình còn được nhiều vàng hơn nữa. Mình sẽ giàu to. Ôi vàng. Hai vợ chồng kia, hãy mau trả lại con dế cho ta. Trả gì? Dế này cho tao rồi, trả gì? Ta cho ngươi mượn mà. Thôi trả cho ổng đi, ổng cho mình mượn mình mới thoát chết, rồi mình mới có vàng gì. Ai mà đi lấy, tôi trả đi. Dạ, con xin đội ơn ông Tiên. Đội ơn dạ, Tiên. Con xin trả lời dế thần cho ông. Dạ. Dạ. À, mời hiện lên đi con. Dạ, thằng Út của mình dạ, Con. Con nào? Con của tụi tôi. Con của nhà ngươi đang ngủ trong nhà kìa kìa. Ủa, đợi đấy ai? Bò, đi về con. Ủa, hai ông cháu đâu biến mất rồi? Vô coi con mình có trong nhà không? Vô coi con có trong nhà không? Nó trong nhà. Ơ, nó đây rồi. Tụi con biết không, ông mà tới trễ một chút xíu là nó bị cọp ăn rồi đó. Con biết rồi, hồi nãy á, nó hóa thành dế, đá nhau vui dế sợ. Dế gì mà đá nhảy nho nho như con cào cào đó. Ủa, mà tụi con coi ở đâu? Dạ, thì tụi con coi từ nãy giờ nè. Mà coi cái gì? Dạ cái này nè. Ngày xưa ông Tám là người cùng làng, còn ông ngoại thì thoát ly đi kháng chiến. Ông Tám thì ông đi giang hồ này đây mấy đó các con. Ông thì tánh ông thì hay thương người, là người hay giúp đỡ người khác, lại đi giao du rộng nữa các con. Tụi con mà chơi thân với ông thì thế nào đó thì ông cũng kể chuyện giang hồ cho tụi con nghe. Nhưng giang hồ là nghề gì vậy ông ngoại? Đủ thứ nghề hết á. Hồi lúc trước á, có lúc ổng làm chủ gánh xiếc rồng, bản thân ổng là cũng là một ảo thuật gia nữa các con à. Ảo thuật gia. Đi, nhanh nhanh lên tụi con, nhanh lên. Đi. Anh Tám ơi, anh Tám, có nhà không? Anh Tám ơi, dạ đón khách quý nè. Anh Tám. Vô nhà chơi, muốn gì làm gì làm nha. Trời ơi, thiệt. Lâu rồi cũng có người tới thăm tôi đó nha. Vô. Ông ơi, ông ở nhà một mình mà sao nhà rộng quá ha ông? Vườn nhà của ông cũng rộng nữa. Hồi nãy á, lúc con đi ngang qua có mấy trái mận chín rớt xuống. Ổn quá ha ông? Con kéo rồi. Cái con đó nó thèo lẹo lắm. Ông nghỉ chơi với nó rồi. Mời vô nhà chơi. Vô.
Chị Việt, hôm nào em với chị đi riêng, hai chị em một mình vui một chuyện đi. Em thích đi với chị lắm. Ừ, chị cũng muốn vậy lắm, nhưng mà đâu biết làm sao được. Thích thì đi đi, ai cấm. Em cũng không thích đi chơi với chị đâu. Sợ dưa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi xanh ra cái gì vậy? Cái quái gì vậy? Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con. Con cũng là người mà. Con à? Con là con của mẹ hả? Mẹ sanh ra con hả? Tôi nhớ là tôi đâu có chồng đâu. Mà tôi cũng đâu có đi lấy ai đâu. Mà sao lại đẻ ra cái gì kỳ cục vậy? Đừng có nhát tôi nha. Tôi sợ lắm, tôi lại nha. Mẹ cứ gọi con là sọ dừa đi. Mẹ sinh ra con cũng là căn duyên. Mẹ không nhớ sao? Mẹ không nhớ buổi trưa trên đồng đó sao? Về nhà mình thì xa nữa. Mà không về rồi sao kịp giờ làm giờ cho ông bá hộ, cho ông trừ lương mình nữa. Trời hên quá, trong này còn động đầy nước mưa. Cái buổi trưa hôm đó đó, tôi đi ra ngoài ruộng, tôi làm ruộng xong rồi tôi khát nước quá, tôi uống một cái gáo dừa. Tôi thấy dễ chịu lắm. Thì ra con được sinh ra từ đó hả? Như vậy thì con ở đây với mẹ nha. Cảm ơn mẹ. Con sẽ đi làm phụ mẹ. Con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, hôm nay mẹ được về sớm hả? Con đã làm xong cơm cho mẹ rồi đây. Ủa, sao mẹ kỳ vậy? Hay là ông bà á hộ la trách mắng gì mẹ hay sao? Sao hôm nay mẹ có vẻ buồn quá vậy? Mẹ đâu có buồn đâu con. Mẹ thương con quá à. Con biết mẹ phải chịu nhiều đàm tiếu không hay khi sinh ra con. Nhưng mẹ đừng buồn. Sẽ có ngày con báo đáp công ơn cho mẹ. Thiệt tình đó, mẹ sinh con ra mẹ đâu bao giờ nghĩ tới chuyện là con phải báo đáp công ơn của mẹ đâu. Mẹ chỉ buồn á, là con á, mang một cái hình hài quái dị như vậy á, thành ra không có thể ra ngoài để chơi với chúng bạn được. Mẹ ơi, nếu mẹ không ngại, mẹ cho con đi ra ngoài đi. Con đi làm phụ mẹ với. Trời đất ơi, nghĩ sao mà con đòi phụ mẹ làm việc vậy? Tay chân không có, tại sao mà đi ra ngoài đường được? Mẹ cứ xin ông bà bá hộ cho con đi làm đi. Ông bá hộ nói rồi đó. Ông hỏi con á, có chăn trâu được không? Vậy hả mẹ? Con mừng quá. Sao bây giờ mẹ mới nói?
Nè, tụi bay gán ăn cho giỏi nghe chưa? Cày cho tốt, để ông bá hộ thấy tao làm việc siêng năng, ông bá hộ khen tao. Ăn cho giỏi đi, rồi á tao thổi sáo cho tụi bay nghe. Có người tới, ta phải chui vô sọ dừa thôi. Đợi chị với mà em. Đi nhanh đi, nắng quá nè, đem dắt đi. Mệt quá à. Tới chưa vậy hai? Chị nói nghe nè, em á, em phải đừng có nói ai biết nha. Cứ theo chị ha. Chị nói thiệt á, chị không có hề muốn chị trở thành một người chị độc ác chút nào hết. Đúng rồi. Trời ơi, thiệt tình làm người ác khó quá à. Em cũng đâu muốn vậy đâu. Thôi, cục cưng ráng nha. Cục cưng ráng đi theo chị nè. Chị thiệt khó để làm người ác. Em cũng vậy, em ráng theo chị nha. Thiệt tình mình hiền từ đó giờ tình làm ác khó quá à. Dạ đúng rồi. Sở Dừa ơi, Sở Dừa. Trời ơi, sao chị trở mặt nhanh vậy? Trời, chị ráng lắm em. Chị ráng dễ sợ luôn đó. Sợ dừa ơi, sợ dừa. Ra đây ăn cơm nè. Dạ, có sợ dừa. Trời ơi, sợ dừa nhìn ghê quá chị hai ơi, giống quỷ quá à. Em giống này trời, trời ơi, trời ơi, đừng có bỏ chị một mình. Chị, em nói nghe nè. Hay là mình để đồ ăn ở ngoài bìa ruộng này đi. Em thấy ghê quá à. Trời ơi. Sở Dừa, đi ra đây nè, lấy đồ ăn ăn. Chứ chị em tôi không có vô đó để phục vụ tận nơi đâu nghe chưa. Mệt quá đi à. Dạ, cảm ơn cô hai, cô ba. Trời ơi, nhìn sợ quá, không hiểu làm sao cha mình nó để đi mướn cái loại người như vậy. Sợ quá à. Em, kể từ ngày mai á, chị em mình á, đừng có đem ra chứ. Để cho con Út nó đem ra. Đúng trời ơi, cứ nhìn cái này á, chị chết còn sướng hơn. Thôi, đi về. Chị em đi đâu vậy, nhà mình đường này mà. Em quên. Hai cô về bảo trọng nha. Trưa mai gặp lại ha. Mà bà Châu của anh Trăng á cũng sởn sơ mạnh khỏe nữa. Cha mẹ tôi cũng phục anh lắm á. Vậy sao? Cô Út quá khen rồi. Mà cô Út đứng gần tôi như vậy, cô Út không ngại hả? Ngại gì? À, tại tôi dị hợm, ai nhìn tôi á cũng hoảng sợ hết. Tuy á là trời sinh anh ra không có được may mắn, nhưng mà anh vẫn chăm chỉ làm việc. Tôi lại càng nể anh chứ. Tôi mang cơm cho anh nè. Dạ, cảm ơn cô Út. Cô vừa đẹp người mà đẹp nết nữa, khác xa với hai người chị của cô. Anh đừng có giận hai chị của tôi nha. Thôi tôi về đây. Dạ, tôi không có giận đâu. Cô về bảo trọng nha. Thank you.
Sở Dừa, con sao vậy? Sao mấy hôm nay mẹ thấy con á, hình như có gì lạ lắm phải không? Con không giấu mực mẹ chuyện gì hết á. Hay là con bị bệnh phải không? Để mẹ nói với ông bá hộ á, cho con nghỉ vài bữa nha. Không, không phải đâu mẹ ơi. Cứ để con đi làm, con thích lắm. Hôm nay mặt mày buồn hiu à. Thôi mà, chú hai mẹ con à, nói cho mẹ nghe đi. Hãy cái gì á, mẹ lo được cho con á, mẹ lo liền à. Mẹ, con muốn lấy vợ. Trời ơi, con nhận. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Dạ thưa ông bá hộ. Sao? Tôi bao giờ dám xúc phạm tới ông đâu. Nhưng mà nói thiệt nha, tôi thương con trai nhà tôi quá, nên tôi mới bạo gan qua đây để hỏi một trong ba tiểu thơ nhà này. Nếu ông bá hộ thương tình thì ông bá hộ chỉ dạy cho tôi đi. Trời ơi, trời buổi bây giờ mà còn có chuyện quan đường nữa hả? Trời đất ơi, nè nghe cho kỹ nè nghe. Dầu cho con trai làng này có chết hết đi nữa, còn không có tới thằng con của bà đâu. Trời ơi cha, thích cưới nhiều nhiều lên cha cho bỏ ghét trời. Đúng rồi, phải công bằng chứ, ai mà thèm lấy cái loại người như hắn. Chị nói gì mà lạ quá vậy? Còn phải coi anh ưng ai trong ba chị em mình chứ. Trời ơi. Chắc ưng Út rồi. Chắc chắn là chọn Út rồi. Chắc ưng Út rồi. Chị này, thật ra anh Sợ Dừa anh cũng tốt quá mà. Đúng rồi, anh tốt nên hả? Thôi Út ưng đi. Nói vậy là Út ưng được phải không? Cha ơi. Ưng Út á, nó chịu Sợ Dừa rồi. Chịu lấy Sợ Dừa đó ba. Chịu. Ông Út, hai chị con nói vậy là sao con? Dạ, dạ thưa cha, con cũng xin thưa thật với cha là con cũng thương anh Sợ Dừa, nên nếu mà cha đồng ý thì con cũng xin đồng ý. Trời. Ông bá hộ à, hồi nãy ông bá hộ có hứa là nếu một trong ba cô tiểu thơ này mà cô nào chịu á thì ông sẽ gả cho Sợ Dừa. Ông bá hộ à. Chưa, nói đồng ý nhưng mà tôi chưa đồng ý, phải không? Còn ý của tôi nữa nè, muốn tôi gả con gái phải không? Dễ thôi, phải mang đủ sính lễ qua đây. Nè, một chỉnh vàng cớm, 10 tấm lụa đầu, 10 con lợn béo, 10 giò đủ tấm đó. Chưa hết đâu, phải không? Đặc biệt luôn, con gái tôi phải có cái nhà cho nó ở. Kêu thằng Sổ Vừa nhà bà cất một nhà ngói 5 gian, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Ngày mai phải xong mới rước con gái tôi được chứ. Dù cho con trai làng này có chết hết đi nữa, còn không có tới thằng con của bà đâu. Nó chịu mà tôi chưa chịu đâu. Phải có đầy đủ sính lễ chứ, thấy không? Một chỉnh vàng con, 10 tấm lụa đầu, 10 con lợn béo, 10 giò đủ tấm đó. Chưa đâu, chưa hết đâu. Còn nữa, con gái tôi mà, phải không? Đâu phải ở cái nhà tầm thường được. Bà kêu á, thằng Sọ Dừa nhà bà cất một căn nhà ngói 5 gian, câu đầu bằng bạc, xà ngang bằng đồng. Ngày mai phải xong mới đưa con gái tôi về được chứ đó. Sọ Dừa, con của mẹ đây. Con là Sọ Dừa, có thiệt con là Sọ Dừa không?
Dạ, con chính là sọ dừa đây. Mẹ, con nhà này ở đâu vậy? Dạ, nhà này là nhà của hai mẹ con mình đó. Sau khi cưới được vợ và thoát khỏi lớp sọ dừa, chàng quyết tâm tu chí học hành, báo đáp cho mẹ trước khi bà qua đời. Chẳng bao lâu sau, sọ dừa đã thi đỗ trạng nguyên để được triều đình trọng dụng. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì quan Trạng phải lên đường đi sứ theo chiếu chỉ của vua ban. Không yên tâm để vợ trẻ ở nhà một mình, sọ dừa đã giao lại cho vợ những vật dụng tùy thân, với lời dặn dò khi nguy cấp hãy lấy ra sử dụng. Và đã đúng như điều chàng đã lo ngại phòng xa. Út ơi Út, cô Út có nhà không cô Út ơi? Út có nhà không Út ơi? Ủa, chị hai chị ba. Xin chào hai chị. Trời Út, lâu quá không gặp em. Dạ. Hai chị qua thăm. Dạ. Rồi rủ đi chơi. Rủ em đi chơi hai chị. Dạ, thiệt tình á là em chỉ muốn ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết á. Ừ, mà chồng đi vắng rồi ở nhà chứ cho buồn. Đi chơi với tụi chị đi. Đi chơi với tụi chị đi vui lắm. Mình đi ngắm hoa sen nở nè, vui đúng lắm. Rồi, đúng rồi, đi chơi đi. Dạ, thôi, cũng lâu rồi chị em mình chưa đi ra ngoài. Vậy hôm nay em sẽ nghe lời hai chị. Trời, Út dễ thương quá à. Dạ. Ba chị em mình đi ha. Dạ, mình đi luôn nha chị. Ủa, sao đi luôn được? Em không chuẩn bị gì sao? Dạ, đi ra ngoài có chút xíu mà cũng phải chuẩn bị gì nữa hả chị? Trời ơi, Út này, lâu lâu mình đi ra ngoài đường á, mình phải chuẩn bị thật là tươm tất, phải xinh xắn, phải trang điểm thật là đẹp. Với lại mình phải đem theo cái vật tùy thân nữa. Nhưng mà em có gì quý giá đâu để mà mang theo. Trời ơi, cô Út này kỳ quá à. Không lẽ cái ngày quan Trạng đi đó không có dặn cô Út cái gì hết hả? Quan Trạng đi không có dặn gì em sao? À đúng rồi, hai chị chờ em chút. Ủa mà sao hai chị biết? Thì chị đọc truyện rồi. Không có, đi vô chuẩn bị đi. Dạ, hai chị chờ em chút nha. Út ơi, nhớ đem theo một con dao và một cục đá đánh lửa. Và hai quả trứng. Hai người chị đã rất tâm hãm hại vì quá ganh tị trước hạnh phúc của cô em. Họ rủ cô em lên thuyền cùng đi chơi rồi bỏ lại cô một mình giữa biển khơi không mái chèo, không lương thực. Thuyền bị đắm, cô Út bị một con kình ngư nuốt chửng. Nhớ lời chồng dặn trước lúc đi xa, cô rút dao gạch bụng kình ngư.
khoét lỗ tìm cách chui ra, cá chết tấp vào một đảo hoang. Cô lên bờ tự xây sở với hòn đá đánh lửa, tự tìm cách nuôi sống mình. Hai cái trứng đến ngày nở ra hai con gà, một chồng một mái, bầu bạn với cô ngày ngày. Tội nghiệp quá trời ơi. Bố phiền hậu như vậy á, thế nào cũng được, trời thương Phật độ, không có sao đâu. Trời, chuồn được rồi đó. Chị nói vậy là sao? Còn sao nữa? Trời ơi, đứng thêm một hồi á, người ta dí người ta đánh chết. Quan Trạng đi với em Út về. Hai ba chạy. Chưa quá hả chuối? Ê, chuối hàng việc về kìa. Chuối à. Ê, chắc tụi mình phải đi qua nhà ông Tám lại đó. Hả? Sang nó hoài chứ không nghi ngờ. Đúng rồi. Qua hoài không nghi sao? Nhưng mà ông đáng nghi lắm. Biết đâu ông biết được bí quyết trong thế giới cổ tích thì sao? Chứ đâu có như tụi mình. Đi đi đi. Đi đi. Chú ý nè, hễ mà ông có ló mặt ra thì tụi bay nhìn cho kỹ nha. Cái ông đó nhìn quá dị lắm á, mắt ổng sao mà có giật giật cái gì á. Giờ mà tôi gặp lại là tôi nhận ra liền á. Anh gọi cho nữa anh bảo. Xong rồi đi về, chú đứng đây ổng ra ổng đục mặt cho. Quyết định gì đi. Im đi, ổng ra kìa. Ông lão đó là ai? Tại sao khi nãy tao hỏi gì mà gì cũng không biết? Bà ngoại còn nói tao là tào lao nữa. Là sao? Hồi giờ em cũng nghe người lớn hù ở đó có phù thủy, sợ ông chết. Mà ông này nhìn hình khô à. Liệu ông lão này có phải là ông già bán con bóng không? Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó. Mình phải tìm ra mối liên hệ giữa ông Tám, ông lão bán bong bóng với quyển sách này. Nhưng mà điều trước tiên làm á là phải giữ quyển sách này cẩn thận đã. Yeah, thề sẽ giữ quyển sách đến cuối cùng. Chứ không phải để có chỗ cho ông chơi cho đã hả? Anh bảo mà không thuộc cổ tích là bị nhốt luôn á. Biết rồi cô hai, để tôi đọc lại. Ê Bình, mày tao đi chơi không Bình? Nhưng mà tao vẫn thấy lấn cấn cái gì đó. Tại vì khi mà mình lọt vô đó, mình không có chủ động được với cái hình dạng gì hết. Lúc thì làm lính, lúc thì làm khỉ, thấy ớn quá. Mà không phải muốn vô chuyện nào là vô đâu. Cứ như là có sự sắp xếp ở đâu rồi đó. Ừ, giống hôm bữa tao dằn Bình làm lính trong chuyện ai mua tôi á. Tự nhiên à. Ê, im lặng đó. Suốt ngày cứ tự nhiên này tự nhiên nọ, miệng ăn mắm ăn muối không à. Dạ.
đây là đâu vậy anh Bình? Chị Việt, thấy quần áo của mấy anh chị dơ bẩn dữ vậy? Bình, ông có thấy quen quen chỗ này không vậy? Có ai đây đâu mà biết. Thôi đi hỏi thằng Bảo đi. Đi chút. Ê, bờ sông kìa. Ê Bảo, tụi tao bị lọt cho chuyện gì vậy? Ai mà biết. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Thì cuốn sách rơi xuống cái bụp, khi cầm lên mất cái dấu, ai mà biết. Trời ơi, vậy mày nói tính bơ. Tụi bay đi cơn biến nha. Ê Bình, lấy nữa coi chuyện gì rồi kêu tao coi tiếp nha. Thôi bay. Ê, 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 Bảo, ê, anh Bảo, cái gì vậy mấy cha? Con ngủ mấy cha con không sao, tôi ngủ đi. Đây 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 đi qua đây đây qua đây 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 vô kia đây vô đây đây mày ăn đi đây đây quỷ heo. Đang giờ ôi ôi heo ơi, heo ơi, heo ơi, heo ơi, heo ơi, út 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 heo ơi, anh ơi anh ơi anh ơi, cho tôi hỏi thăm á, nãy giờ anh ở đây anh có thấy ba con heo này vô đây không anh? Đi tìm vô quán đi, ở đây không có heo. Dạ, em xin lỗi. Nó không ngủ đâu. Heo ơi. Heo ơi. Heo ơi. Heo ơi. Heo út. 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 Heo ơi. Nói gì vậy trời. Heo ơi. Heo ơi. Trời ơi, bà chị ơi, bà chị ơi. Đi ra chỗ khác tìm đi, bà cứ xào quần ở đây sao tôi ngủ. Heo ơi, ba con ơi. Ba con ơi. Trời, con mà đi tối người ta bắt với con ơi. Về lại với má con ơi. Trời ơi, tôi mệt chứ bà này quá. Giờ không chỉ heo vô bả, dám ở xào quần ở đây ngủ cũng không được. Hay vậy mà vậy. Okay. Dạ dạ. Dạ bà chị muốn tìm heo phải không? Dạ dạ dạ. Anh thấy hả anh? Anh thấy heo. Bây giờ tôi con. Chỉ bà chị tìm được heo. Bà chị đi khuất cái chỗ này cho tôi ngủ được không? Ủa anh thấy ba con heo em chạy ngang đây hả anh? Thôi không có thấy. Vậy sao anh sao nhưng tìm? Nhưng mà tôi có cái cách tìm của tôi. Tôi tìm được heo cho chị đi khuất cái chỗ này cho tôi ngủ ra chưa? Dạ 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 anh tìm, em sẽ đi khuất. Chị thấy không? Đây. Cái mũi. À. Là sao? Là mình hít, mình hửi, mình tìm mọi người xung quanh bằng cái gì? Mọi vật xung quanh bằng cái gì? Bằng cái lỗ mũi này. Đúng không? Bởi vì sao? Mỗi một người, mỗi một con vật, mỗi một đồ vật, mỗi một thú vật đều có một cái mùi riêng của nó. Hiểu không? Tôi tìm bằng cái này. Nhưng mà nhớ nha. Tìm xong rồi là đi chỗ khác cho tôi ngủ nha. Dạ, có gì liền, có gì liền, không có ở đây hết. Tôi làm phiền luôn rồi. Dạ, dạ. Rồi, dạ, để tôi tìm đó. Xích ra đi, cái mùi giấm xích ra đi. Tại vậy còn đứng trước gió nữa, chịu không nổi bà luôn á. Cái gì đâu mà.
đi kiếm mà vô ngồi vậy thầy? Sao thầy? Rồi. Dạ. Không rồi đó. Dạ, tự nhiên vậy cái xong thầy đi tìm heo cho con mà con đâu có heo đâu mà sao? Bình tĩnh, la hoài. Đứng lên. Về hướng bên đây, đi thẳng vô. Làm gì thầy? Đám heo nằm trong đó đó. Có không thầy? Trời ơi, có, nó nằm trong đó. Làm ơn dắt cái bầy heo của bà đi giùm tôi đi, cho tôi ngủ xíu bà nội ơi. Khỏe không? Khỏe. Ngủ à. Các con của mẹ, sáng giờ mẹ con đi đâu mà mẹ nhớ mẹ con à? Các con của mẹ. Ba cục cưng của mẹ nha, về nhà nha. Trời ơi, đi từ sáng cũng mệt lắm phải không? Thầy ơi con có ba con heo rồi. Thầy ơi dễ thương. Thầy ơi nào chả tội thầy giúp con mừng quá. Thầy lấy con về nuôi con biếu thôi. Thầy không được từ chối, tại cái tánh con mà thầy từ chối không có được đâu. Con mà muốn rồi là mới được. Được. Thầy chối con còn nuôi thầy hả? Con. Ô nặng quá, mệt quá. Rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con đi về nha. Đi. Mà con quên nữa thầy. Gì? Thầy là người của làng nào á, để con biết mà con về con còn khoe với dân làng nữa, để mà sau này làng con mà có ai mất trộm gì á, con nhờ thầy giúp đỡ nữa. Thầy người làng nào thầy? Thôi khỏi đi. Cái nghề của ta mà mỗi lần ta mà làm là hao tổn nguyên khí lắm, hiểu không? Mà làm vậy thì ta chống mệt lắm, hiểu không? Thôi khỏi, ta không thích khoe khoang, không thích danh vọng, mà thầy là người làng Quang Vinh. Rồi, con biết thầy, con sẽ rồi. Không khoe ai hết. Thầy nhớ là người nha. Làng Quang Viên. Rồi, sống, về. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Rồi, đi. Cung. Đi qua đây. Cung. Cảm ơn. Rồi, sống. Mừng quá. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? À, thôi kệ đi, tùy cơ không biết vậy. Nhưng mà mình bị lọt vô đây để mà làm gì vậy? Lúa, mắm, muối. Về đây mẹ cho ăn bánh. Ủa, người ta kêu ai vậy? Chắc là mẹ tụi mình á, mình đi theo mẹ đi ha. Vậy đi, đi. Dạ, nhanh lên tụi con. Dạ. Dạ. Mẹ để dành cho cha tụi con. Cha con. Cái con bé này, cha mới đi có một thời gian mà quên cha luôn rồi hả? Mắm, con đem vô trong bếp á, cất rồi lấy cái rổ đậy lại, chứ để một hồi mèo nó tha nha không? Dạ. Cha con. À, cha con đi đâu mà lâu về quá vậy mẹ? Thì cha con đi học nghề. Lần này nữa là không dưới 10 lần rồi. Mà không biết có làm nên trò trống gì không nữa. Hồi sáng á, mẹ có gặp bà Tư bán bánh. Bà nói là bà gặp cha con sơ rơ xác rác ở làng bên đó. Thế nào trưa nay cũng về nhà. Chào bà vợ yêu dấu của tôi. Dữ không? Tôi tưởng đâu ông đi luôn không về rồi chứ. Trời ơi, sao mà đi được? Rồi con heo nể đâu ra vậy? Rồi xong. Rồi thôi đi kiếm ăn đi. Rồi xong, đi. Để tao trình bày với mẹ bay một chút nha. Là ăn dây. Tôi làm công chuyện cho người ta, cho nên người ta mới biếu tôi cái con heo này. Làm công chuyện người ta biếu, không tin được luôn. Trời ơi, bởi vì vợ tôi không bao giờ tin tôi á. Trời ơi, ba đứa này, cha về không ra mừng cha vậy? Ai, lại đây coi, cha, lâu quá ha.
cha của con. À, cha đi lâu quá. Nhớ cha không? Dạ nhớ. Giỏi. À, coi có gì ăn cho tôi ăn cái con đói bụng quá. Có đồ ăn, nhưng mà bây giờ ông phải nói cho tôi biết là cái con heo này ở đâu ra. Để hôm nay tôi sẽ nói cho bà nghe, với cha sẽ nói cho tụi con nghe. Sở dĩ cha đi lâu như vậy là bởi vì sao? Cha đi học một cái nghề. À, nghề đó phải sử dụng cái mũi này nè. Nghề gì mà sử dụng cái mũi? Thấy chưa? Bởi vì bà không biết gì hết. Thôi được rồi, để tôi nói rõ ràng cho bà biết với cho tụi con nghe nha. Là ăn dây, có cái bà kia, bà bị mất ba con heo. Cha thấy bà khóc quá đi, cha mới sử dụng cái lỗ mũi của cha. Cha hít, 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 tìm ra được ba con heo. Cái bà mới tạ ơn cha bằng là một con heo đem về nhà. Bà nói thôi, tôi tặng thầy con heo, coi như là đáp lễ. Bà thấy không? Chồng của bà được cái nghề hít rồi đó. Bây giờ người ta kêu chồng bà là thầy hít. Chà, giỏi ghê ha. Vậy giờ có ngon á, hít thử coi trong nhà có đồ gì ăn. Hít mà không ra nha, tôi cho nhịn đói. Được rồi, giỡn vậy. Tôi mà hít ra đồ ăn thì bà chịu thua tôi cái gì nè? Ừ, thì tôi kêu ông bằng thầy hết. Nhớ nha, nhớ nha tụi con. Nhớ mẹ tụi con nói gì chưa? Dạ rồi. Rồi. Hết. Hết. Cố lên thầy hết, 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 cố lên thầy hết. Cha đã biết rồi. Hôm nay nhà ăn bánh ú đó hương. Cha giỏi quá mà. Chứ sao? Cha của tụi con mà. Sao ông hay dữ ta? Hết cái chính xác luôn. Một thổi thành mười, tên tuổi thầy hít vang xa trong nước, nên nhiều người nườm nượp xin ông giúp đỡ. Hít lại khéo léo, biết lựa chọn từng vụ mà mình nắm rõ, nên ngày càng được thiên hạ đồn đại, tên tuổi vang xa. Quá đã, quá đã. Tụi con mấy ở này có ai nói gì về cha không? Mấy ngày nay á, làng trên xóm dưới gì á, ai cũng đồn cha thầy hết đó. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Nhưng mà cha đâu có tài gì đâu. Cho con biết. À không, ý cha muốn nói là cha giỏi vậy tụi con không hãnh diện gì cha sao? Sức con không thèm, cha đâu có hít nữa, hít thư của mũi đó. Chuối, à không, muối, em đừng có nói bậy. Mà cha hít á là hên xui thôi, nhưng mà cha cũng đừng có đi khoe khoang nhiều vậy, mang tiếng đó. Mang tiếng cái gì, hên xui cái gì? Cái ông nhỏ này bữa nay mình đặt lên tiếng dạy đời tôi nữa hen. Thánh chị tới. Ta là sứ giả của hoàng thượng. Nay trong hoàng cung vừa xảy ra vụ mất trộm động trời, là thứ bảo vật vô cùng quý giá. Truyền Lê Văn Mịch, tức kẻ tự xưng là thầy hít, vào kinh gấp để tìm kiếm. Nếu kiếm được sẽ trọng thưởng, bằng không sẽ kiếp vào tội khóa lá, lừa đảo thiên hạ, chém đầu làm gương. Mau thu xếp theo ta về kinh. Bụng làm thì dạ chịu, bụng làm thì dạ chịu. Trước sau cũng chết,
lại còn mang nhục nữa. Không, đành lựa cái chết nào ít đau hơn. Vợ ơi, các con ơi, thôi cha dính bị mọi người. Trời ơi sao mày làm vậy rồi thầy ơi? Thầy thầy tự tử gì vậy thầy? Biết cái gì, bụng làm thì dạ chịu. Thầy ơi, con đang nghĩ thầy, con trăm ngàn lại thầy, con mong thầy rút lại cái ai lời thầy ơi thầy. Con xin thầy, vậy? Tại thằng bụng nó nghèo, nó khổ, nó đói, nó khát, nó mới là âm mưu kêu con với nó âm mưu đi ăn cắp con mùa vàng đó thầy ơi thầy. Không phải là con của thầy, con xin thầy. Thầy ơi. Nghe thầy phán đây các con. Dạ. Thầy nói cho các con biết, thầy lặn xuống dưới, vua Thủy Tề đã nói cho thầy nghe rồi. Thầy đã biết hết mọi chuyện rồi, chứ không phải đợi các con nói thầy mới biết. Vua Thủy Tề cũng nói với ta biết là hai ngươi là làm chuyện đó. Mà cái báo vật này là sao? Báo vật này là cái cường quốc ở nước ngoài đó, người ta đem hết, người ta tặng cho đất nước của chúng ta. Mà bây giờ để xảy ra cái tình trạng như vậy thì làm sao ăn nói với người ta được, đúng không? Các con mau khai cho ta biết. Dạ. Sao rồi? Để đâu? Dạ con. Nó lại đây mày. Thôi, để đâu? Rồi, ta coi như là không biết. Dạ, con cũng đổi thầy, cũng đổi thầy. Không sao. Lên được. Dạ, lên được. Muôn tâu đức vua, thần đã phát hiện ra đôi kim quy và ngân quy đang ẩn mình dưới ba tấc đất trong cái kim chậu này à. Kính xin đức vua cho lính lệ mau bắt chúng nó lên à. Người có nói thật không đó? Dạ, chính xác là như vậy à. Được rồi, lính đâu? Dạ. Hãy đào lên cho ta. Dạ. Dạ, dạ hoàng thượng. Hoàng thượng. Tốt lắm. Người giỏi lắm. Dạ. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Dạ, đội ơn đức vua à. Ê, cái chuyện đó là bụng làm dạ chịu đó. Ừ.
Một hôm lính triều đình đến nhà ra lệnh vua bảo rằng ông phải nhận lệnh đi sang tận bên Tàu. Nguyên do vì vua bên Tàu bị mất trộm một vật quý trong cung. Nghe tiếng ông hít giỏi nên sai sứ giả rước ông qua để trổ tài hít. Trời ơi, chết tôi rồi bà. Bây giờ tôi phải tính sao đây trời ơi bà ơi. Trời ơi, bây giờ Ngọc Hoàng có xuống đây cũng không cứu được ông nữa. Thì bây giờ bà lo bà cứu tôi trước đi, cần gì Ngọc Hoàng. Bây giờ bụng làm thì dạ phải chịu thôi. Tự ông gây ra bây giờ ông phải gánh lấy. Trời ơi, mà bây giờ liên quan tới vợ con nữa nè mới khổ. Trời ơi, lúc đó tôi ủy cơ, tôi ứng biên, ứng phó chứ tôi không biết cái sự thể nó xảy ra giờ vậy đâu. Rồi tự nhiên cái vụ thầy hử, thầy hít của tôi nó lớn quá tới bên Tây bên Tàu, cái bên đó bắt tôi qua tôi hử, tôi hít. Trời ơi, các con của cha, con cha, các con ơi. Vậy cha mẹ tính làm sao đây? Trời ơi, tính gì nữa, dân chết rồi á. Thì cha con nói thẳng là mình không biết hết gì đi. Như vậy là tội khi quân đó nhóc. Nhà vua sẽ biết là cha từng lừa nhà vua là bay đầu như chơi đó. Kỳ này ghê thiệt á. Ngay cả bên Tây bên Tàu cũng mời cha sang hết nữa. Cha mà không đi á là chiến sự nổ ra như chơi luôn á. Trời ơi, bà ơi, chiến sự nổ ra. Con đã nói cha đừng làm rồi mà. Cha đừng có nhảy xuống sông tự tử nữa nha. Không có dạ bụng mà cứu đâu. Ủa sao không biết ai vậy? Cha cũng không biết tiếng Tàu. Dù có nghe lộn đến đâu cũng vô ích thôi. Trời ơi, trời ơi, biết hết trời hết trời rồi trời. Bây giờ cha mà có nhảy xuống sông tự tử á là bị cua kẹp mũi như chơi. Không có vua sĩ tề nào dưới đó cho cha xuống thăm đâu. Trời ơi, ba đứa đó nè, nó cũng biết cái tay của tôi rồi. Bây giờ không có vua sĩ tề, không có nhảy xuống sông. Ai Quang ơi, Quang ơi, con lại Quang, con xin lỗi Quang ơi. Con không biết mắt nhắm mắt mở kiểu nào đi đâu. Cái lột bà nó xuống dưới mương cua kẹp rồi nó sưng cái lỗ mũi vậy. Bây giờ còn hết con hửi cái gì nữa Quang ơi. Lỗ mũi của con bây giờ nó hết hẹp rồi. Quang ơi, tha lỗi dân con. Quang ơi là Quang. Chuối, em làm hơi quá tay rồi đó nha. Lần sau là đến được tôi với Boy chưa? Ở nhà chán muốn chết. Ê chuối, em làm cái mũi của ông đó sưng dù rõ chét, đẹp quá à. Mấy đứa nhỏ ơi,